Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin chào tất cả anh chị em. Cảm ơn Chúa vì hiện giờ mạng của chúng ta đang thông suốt, không có bất cứ một trục trặc nào. Và nếu như có trục trặc thì tôi sẽ không có phải suy nghĩ gì nhiều, bởi vì chúng tôi đã có phương án dự phòng rồi. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng tôi có phương án dự phòng. Và chúng tôi đã bố trí camera dự phòng sẵn sàng hết rồi. Trong trường hợp có bất cứ một trục trặc gì thì camera sẽ tiếp tục ghi hình, và tôi sẽ hoàn tất bài học để có thể upload lên trên YouTube cho anh chị em. Cho nên là bằng mọi giá chúng ta sẽ chuyển tải lời Đức Chúa Trời. Amen chị em. Và bằng mọi giá, những con người khao khát sẽ được nghe lời Đức Chúa Trời, và không ai có thể cản trở được chương trình của chúng ta. Kể cả khi có ai đó hay là bất cứ một cái yếu tố nào đó tác động vào và khiến cho chúng ta không thể thực hiện chương trình trực tiếp đi nữa, thì sau đó anh chị em vẫn sẽ có cơ hội để xem lại chương trình của chúng ta một cách đầy đủ ở trên YouTube hoặc là bất cứ một phương tiện nào. Amen chị em. Chúng tôi nỗ lực hết sức, chúng tôi cố gắng hết sức, chúng tôi làm tất cả những gì có thể để có thể đem lời Chúa đến cho anh chị em. Vì chúng tôi biết rằng anh chị em rất là khao khát. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tối thứ tư vừa rồi thì vì trục trặc về mạng và thiết bị kỹ thuật, cho nên là chúng ta buộc phải hủy chương trình. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra để tôi có thể nhìn thấy lòng khao khát của anh chị em. Bởi vì sau đó thì rất là nhiều anh chị em đã liên lạc với tôi và bày tỏ cái sự tiếc nuối là chương trình đã không được tiếp tục diễn ra. Và anh chị em rất là tức giận, rất là bất bình trước những cái sự quấy phá, tấn công của Satan. Và tôi thấy là lòng anh chị em rất là nóng cháy, anh chị em rất là khao khát. Cho nên có những cái trục trặc, có những sự gián đoạn mà Chúa cho phép xảy ra để rồi chúng ta nhìn thấy tấm lòng của nhau. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng anh chị em đã để dành tấm lòng khao khát đó cho buổi tối hôm nay. Tuần trước không học được bài đó thì nhất định tuần này chúng ta sẽ học được. Satan không thể cướp mất bất cứ một bài học nào ra khỏi chúng ta được. Amen chị em. Đức Chúa Trời muốn chuyển tải điều gì thì nhất định Ngài sẽ chuyển tải cho bằng được, qua các tôi tớ của Ngài, qua công cụ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em ơi, 2 tuần lễ trôi qua rồi, và chắc chắn là chúng ta sẽ có rất 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 là nhiều điều tốt lành để chúc cho nhau, đặc biệt là trong dịp xuân này. Anh chị em hãy gửi cho nhau những lời chúc thật là tốt đẹp, thật là ý nghĩa. Amen anh chị em. Tôi biết rằng từ ngày hôm nay cho đến những ngày tới đây, những ngày cận Tết, sẽ lần lượt có nhiều anh chị em trở về quê nhà để chuẩn bị đón xuân cùng với gia đình. Và trước mấy ngày thì đã có một số người cũng đã về quê rồi. Và tôi mong muốn là trước khi mà anh chị em đi về quê nhà của mình thì hãy gửi cho nhau những lời chúc thật là tuyệt vời. Amen. Hãy công bố những lời của đức tin cho nhau. Và chúng ta tin chắc rằng mùa xuân này sẽ là một mùa xuân thật là đẹp đẽ ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Mùa xuân này đẹp đẽ không phải vì bất cứ một cái điều gì ở ngoài xã hội này, nhưng bởi vì chúng ta ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta, và Ngài đầy dẫy quyền năng để có thể cứu rỗi, để có thể giải phóng, để có thể chữa lành và ban ơn phước cho cuộc đời của chúng ta. Amen chị em. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cho đến buổi tối hôm nay, mà những chị em, anh chị em nào mà tham gia chương trình này thì tôi biết là anh chị em rất là khao khát. Bởi vì những ngày này là những ngày mà những người ở ngoài thế gian họ rất là bận rộn. Rất là nhiều người bận rộn, nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là đi mua sắm, rồi chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, vân vân. Nhiều cơ đốc nhân mà không yêu mến lời Đức Chúa Trời cũng có thể sẽ bận rộn với rất 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 là nhiều điều như những người ở thế gian. Và những người ở ngoài thế gian này, những người mà thờ cúng thì họ còn bận rộn nhiều nữa, đủ thứ những cái hoạt động liên quan đến thờ cúng.
họ vô cùng bận rộn, vô cùng áp lực. Nhưng mà tôi rất là được khích lệ khi mà vẫn luôn có những con người khao khát Chúa cùng hòa với tôi để lắng nghe lời Chúa. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay và cả tối thứ tư tuần sau nữa. Mà những người nào tham dự thì tôi biết rằng những người đó thật sự rất là khao khát lời Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hoặc nếu không phải vậy thì đó là những người mà có thể nói rằng rất rất là ghét chức vụ chúng tôi hay sao đó, và muốn theo dõi để vạch lá tìm sâu. Tôi nghĩ chỉ có hai đối tượng vậy thôi, những người khao khát để nghe lời Đức Chúa Trời, để đời sống được biến đổi, để nhận được ơn phước của Chúa. Và có những người cũng đeo bám rất là chuyên cần, giống như các thầy thông giáo và người Pharisee. Đó là những người mà ghét chức vụ của chúng tôi và luôn muốn moi móc tìm kiếm sơ hở để có thể chống phá. Nhưng mà không sao cả, chúng tôi cứ trung tín công bố lời Đức Chúa Trời, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù cho là ngày thường hay là ngày lễ, miễn là chúng tôi không có đi công tác ở đâu xa mà bị bất cứ một cái sự trục trặc hay là những cái công việc gì đó nó làm gián đoạn, thì chúng tôi cứ tiếp tục lên sóng với anh chị em, và chúng tôi tiếp tục công bố lời Đức Chúa Trời cho anh chị em. Và chúng tôi công bố cho tất cả mọi người, kể cả những người yêu mến chức vụ của chúng tôi, và kể cả những người không yêu mến chức vụ của chúng tôi, kể cả những người căm ghét, chống đối, không sao cả. Chúng tôi yêu mến tất cả, và chúng tôi khao khát rằng qua nỗ lực công bố phúc âm của chúng tôi, qua nỗ lực công bố lời Đức Chúa Trời của chúng tôi, thì sẽ có nhiều con người được Chúa Thánh Linh đụng chạm, được Chúa Thánh Linh cảm hóa, và nhiều người sẽ thay đổi thái độ của họ. Nhiều người sẽ hạ mình xuống để ăn năn tội lỗi, đầu phục Đức Chúa Trời. Amen chị em. Hallelujah. Chúng tôi mong rằng những anh chị em nào là những người thật sự khao khát, anh chị em hãy trở nên cánh tay nối dài của chúng tôi để có thể rao truyền phúc âm của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen chị em. Hallelujah. Có những lúc chúng tôi muốn có mặt ở tại miền Bắc, nhưng mà vì những công việc ở trong miền Nam chúng tôi chưa thể có mặt được, thì những anh chị em ở ngoài miền Bắc có thể trở thành cánh tay nối dài của chúng tôi để có thể làm công việc Chúa tại miền Bắc. Amen anh chị em. Hoặc là những anh chị em ở trên vùng cao, hoặc là những người ở các quốc gia khác nhau, chúng tôi không thể cùng một lúc đi đến những nơi đó được, nhưng mà anh chị em hoàn toàn có thể cộng tác với chúng tôi, hoàn toàn có thể trở nên cánh tay nối dài của chúng tôi để có thể chạm đến những vùng đất, chạm đến những cộng đồng người ở những nơi mà anh chị em đang ở. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ tiếp tục share chương trình của chúng ta ra để có nhiều người hơn được tiếp cận với chương trình của chúng ta, có nhiều người hơn được nghe lời Đức Chúa Trời. Và đặc biệt cái bài học hôm nay sẽ rất là quan trọng, nó sẽ là một cái vốn liếng, một cái hành trang thật tốt cho anh chị em, để anh chị em trở về quê nhà và gặp gỡ bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người thân yêu của mình ở trong dịp Tết cho anh chị em. Và tôi tin chắc rằng bài học hôm nay sẽ chạm đến không chỉ lòng của những cơ đốc nhân, mà còn chạm đến lòng của nhiều người ở bên ngoài là những người chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Cha từ ái của chúng con. Ngài thấu rõ từng đời sống của chúng con. Ngài biết rõ từng tấm lòng của chúng con. Ngài luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cuộc đời của chúng con. Bất kể mùa nào trong năm, hoặc là xuân, hoặc là hạ, hoặc là thu, hoặc là đông, Đức Chúa Trời luôn ở đó với chúng con. Ngài luôn đồng hành với chúng con. Ngài luôn theo dõi sát sao cuộc đời của chúng con, để có thể gìn giữ, để có thể bảo vệ, để có thể đánh đuổi những kẻ thù của chúng con, để có thể dẫn chúng con vào nơi đồng cỏ xanh tươi, vào nơi mé nước bình tĩnh, để linh hồn chúng con được bổ lạnh. Hallelujah! Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúng con khao khát lời của Ngài. Một lần nữa chúng con nói với Ngài rằng chúng con khao khát lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành một cách mạnh mẽ trong buổi tối hôm nay. Và cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng con biết ý muốn thực sự của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng con biết những lẽ thật mầu nhiệm ở trong Kinh Thánh. Và nhờ những lẽ thật đó, chúng con sẽ trở nên càng ngày càng khôn ngoan hơn. Nhờ những lẽ thật đó,
chúng con trở nên càng ngày càng quyền năng hơn. Nhờ những lẽ thật đó, chúng con sẽ có một đời sống thành công và đắc thắng. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa bao phủ chúng con bằng huyết của Chúa Giêsu Christ. Hallelujah! Cầu xin quyền năng Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ và chạm đến từng đời sống những người nam và những người nữ đang theo dõi chương trình này. Ngài chạm đến những thân thể bệnh tật, đặc biệt là những người bị bệnh nan y. Và nếu họ thật sự tin và khao khát, xin Ngài cho họ kinh nghiệm phép lạ chữa lành của Ngài. Hallelujah. Ngài chạm đến những người nào còn đang bị trói buộc bởi quyền lực của ma quỷ trong bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống họ, và giải phóng họ để ngay tại lĩnh vực đó họ được tự do hoàn toàn. Ngài chạm đến những cuộc đời cũ kỹ và mòn mỏi, những con người đang thiếu ơn phước, và cho họ kinh nghiệm ơn phước của Chúa tuôn đổ xuống, và cho họ kinh nghiệm ơn phước mới mẻ của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa tể trị trên mạng internet của chúng con, trên tất cả các máy móc, trang thiết bị, những phương tiện kỹ thuật của chúng con, và xin Chúa ban phước một cách bội phần cho chương trình này. Và Ngài sử dụng chương trình này để thông qua chương trình này sẽ có thêm nhiều người biết đến Chúa Giêsu Christ, có thêm nhiều người biết đến phúc âm cứu rỗi, sẽ có thêm nhiều người mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, sẽ có thêm nhiều người được biến đổi cuộc đời. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Còn xin Chúa Thánh Linh đặc biệt chạm đến những quý vị nào là những người chưa một lần tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, và xin Chúa hãy cho họ kinh nghiệm được ơn cứu rỗi. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Chúng con xin dâng toàn bộ chương trình này trong tay Chúa, và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thay mặt cho Hội Thánh HTS, tôi cảm ơn tất cả các anh chị em đã rất nhiệt tình để ủng hộ cho chương trình bán hoa lan gây quỹ xây dựng của chúng tôi. Không phải tất cả các anh chị em đều có điều kiện để mua sản phẩm của chúng tôi vì nhiều lý do khác nhau, có thể là vì lý do tài chính, có thể là vì địa lý, có những anh chị em ở quá xa, mặc dù rất muốn mua nhưng mà không thể mua để mà thưởng thức. Nhưng mà điều mà tôi cảm ơn anh chị em đó là tấm lòng của anh chị em, đó là anh chị em đã chúc phước cho chúng tôi, anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi, anh chị em đã nói những lời khích lệ, anh chị em đã ủng hộ chúng tôi bằng đủ mọi cách hết. Những người nào ở gần có thể mua thì đã mua, rồi những người nào mà không thể mua thì cũng đã giới thiệu cái chương trình của chúng tôi cho nhiều người bằng cách là share những bài giới thiệu của chúng tôi, hoặc là thậm chí có người còn gọi điện thoại cho bạn bè của mình để giới thiệu, rồi nói với những người thân ủng hộ chúng tôi nữa. Nói tóm lại là trong những ngày qua chúng tôi thấy được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của anh chị em, và tập thể Hội Thánh HTS của chúng tôi rất được khích lệ, rất là cảm kích. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc phước của chúng tôi đến tất cả anh chị em. Và chúng tôi nhìn thấy rằng anh chị em đang thật sự ý thức Hội Thánh HTS hay là bất cứ công việc gì chúng tôi đang làm không phải là vấn đề màu cờ sắc áo hay là cái gì đó của riêng ai cả, mà đây chính là công việc chung. Cũng như vậy, trong những ngày tháng sắp tới, nếu như bất cứ một hội thánh nào của anh chị em thật sự cũng hòa chung tinh thần với chúng tôi, và anh chị em có những cái chương trình tương tự như vậy và vì mục đích chung, không phải là vì màu cờ sắc áo riêng, không phải là để xây dựng vương quốc riêng, mà vì vương quốc của Đức Chúa Trời, vì công việc chung của hội thánh chung trên toàn cầu, thì thưa anh chị em, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ anh chị em bằng bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm. Amen. Đây là gia đình của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới, và không có điều gì có thể chia cách chúng ta, không có một điều gì phân biệt đối xử cả, thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em ơi, tôi đã đăng cái mục hỏi đáp về vấn đề lì xì và đã nhận được cái sự hưởng ứng nhiệt tình của rất là nhiều anh chị em. Và đặc biệt là sắp tới Tết rồi, và tôi tin rằng đây là thời điểm đúng, thời điểm thích hợp
để tôi đăng cái vấn đề này lên. Và không có nhiều thời giờ để nói về điều này, mà tất cả mọi thứ, những cái gì cần phải nói thì chúng tôi đã nói qua cái mục hỏi đáp đó. Và anh chị em nào chưa đọc qua thì tôi mong rằng anh chị em sẽ dành thời gian để đọc và suy nghĩ coi điều đó có hợp lý hay không. Và nếu thật sự hợp lý với lời Đức Chúa Trời thì chúng ta hãy hành động theo lời Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Riêng gia đình chúng tôi thì nhiều năm trôi qua kể từ khi chúng tôi thật sự ý thức được về điều này thì chúng tôi đã bỏ cái tập tục này rồi. Và chúng tôi cảm thấy thật là nhẹ nhàng và thật là tốt đẹp khi mà bỏ cái tập tục như vậy. Chúng tôi không có muốn làm bất cứ một cái điều gì mà nó không phù hợp với đạo đức Cơ Đốc, thưa anh chị em, và đặc biệt là khi nó trở thành cái gánh nặng ở trên đời sống của chúng ta, gánh nặng cho anh chị em của chúng ta, gánh nặng cho rất là nhiều người ở trong xã hội, và đặc biệt là đối với một cái thứ mà nó xuất phát từ mê tín dị đoan và xuất phát từ Trung Quốc, thì anh chị em ơi, những cái đó anh chị em phải suy nghĩ, đúng không anh chị em? Anh chị em dành thời gian đọc nhé. Và tôi rất là vui bởi vì từ lúc tôi đăng bài cho đến nay thì đã có nhiều anh chị em, nhiều gia đình quyết định là Tết này sẽ không làm những cái điều đó nữa. Không phải riêng về lì xì không đâu, còn rất là nhiều cái hủ tục nó xuất hiện trong những ngày Tết. Nó làm khổ dân tộc của chúng ta, nó làm gánh nặng cho biết bao nhiêu người. Và chúng ta cần phải tra xét lại tất cả những điều đó. Và cái gì không phù hợp, cái gì không đúng đắn, cái gì nó không đem lại ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời, nó không thật sự đem lại ích lợi cho cộng đồng, chúng ta hãy loại bỏ ra khỏi đời sống chúng ta, loại ra khỏi gia đình của chúng ta, loại ra khỏi hội thánh của chúng ta. Amen anh chị em. Hallelujah. Tôi có một cái lời khuyên anh chị em. Có nhiều người nói là nếu như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Thưa anh chị em, đơn giản thôi. Chúng ta đâu có nhất thiết là phải đi bắt chước những cái mê tín dị đoan, những cái hủ tục của thế gian này làm gì. Anh chị em muốn chúc phước cho những người khác ở trong ngày xuân thì anh chị em cứ tha hồ mà chúc phước. Có ai cấm anh chị em đâu. Anh chị em có thể chúc phước bằng những lời nói tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng chân thật của anh chị em. Và nếu anh chị em muốn chúc phước bằng một cái món quà hay là một cái số tiền nào đó, đâu ai cấm anh chị em đâu. Và cũng không nhất thiết phải đợi đến những cái ngày Tết, ngày xuân chúng ta mới làm như vậy. Tôi mong muốn là anh chị em có thể làm giống như gia đình của chúng tôi. Bởi vì suốt một năm thì bất cứ lúc nào chúng tôi gặp những người khó khăn, chúng tôi đều sẵn sàng để chúc phước, từ những anh chị em trong hội thánh cho đến những cái người ở ngoài xã hội, là những cái người thậm chí họ chưa tin Chúa. Đó là cái sự thật. Và nhân những cái ngày này thì tôi muốn cùng với anh chị em xây dựng một cái văn hóa. Đó là gì? Chúng ta mỗi một gia đình, hoặc là người nào chưa có gia đình, thì chúng ta hãy có một cái khoản riêng để chúng ta sẵn sàng chúc phước, giúp đỡ cho ai đó, hoặc là sẵn sàng làm từ thiện. Đó là điều mà Chúa dạy. Đó là cái văn hóa của Đức Chúa Trời. Và nếu anh chị em làm điều đó bởi đức tin, bởi tấm lòng của anh chị em, thì tôi nói với anh chị em rằng phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn đến tất cả, từ những cái người mà chúng ta chúc phước cho họ, chúng ta giúp đỡ cho họ, và cho đến chính đời sống của chúng ta. Cái người ban cho cũng được phước, mà cái người nhận cũng sẽ được phước khi chúng ta làm điều đó bởi sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời và bởi đức tin. Cho nên ngoài một cái phần 10 cố định mà chúng tôi dâng hiến mỗi tháng, thì chúng tôi có những cái phần 10 khác nhau để chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và một trong những cái phần 10 đó là để chúng tôi làm cái công tác là chúc phước cho những anh chị em khó khăn, hoặc là công tác từ thiện xã hội. Đây là điều mà tôi khuyên tất cả mọi Cơ Đốc nhân nên làm, thưa anh chị em. Và những cái gì mà anh chị em cho ra không bao giờ trở nên vô ích đâu. Tất cả những điều đó sẽ góp phần xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Và có một nguyên tắc là khi chúng ta xây dựng nhà của Chúa thì Chúa sẽ xây dựng nhà của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta bỏ mặc nhà của Chúa, chúng ta không ngó ngàng gì đến nhà của Chúa, chúng ta chỉ biết xây dựng nhà của mình, vương quốc của mình, thì tôi nói với anh chị em rồi, cuối cùng nhà của chúng ta hay cái gọi là vương quốc gì đó của chúng ta sẽ bị sụp đổ mà thôi. Amen anh chị em. Hallelujah. Hội thánh HTS của chúng tôi xây dựng cái văn hóa đó. Và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở tất cả các anh chị em về cái điều này. Và tôi nói rằng tất cả các anh chị em ở trong hội thánh đều phải quan tâm đến nhau, và đặc biệt
quan tâm đến những người nghèo khó, quan tâm đến những người thiếu thốn khó khăn hơn chúng ta. Amen chị em. Đầu tiên là chúng ta quan tâm giữa những anh chị em trong cùng một hội thánh với nhau, trong một gia đình đức tin. Chúng ta sẽ quan tâm bởi vì những người đó gần với chúng ta nhất. Và xa hơn nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến những người bên ngoài nữa thưa anh chị. Amen. Hallelujah. Bất cứ lúc nào có cơ hội làm việc lành, chúng ta hãy làm việc lành. Tất cả những điều đó sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó sẽ cho thế giới này biết rằng có một Đức Chúa Trời rất yêu thương họ, rất quan tâm đến họ. Amen. Một Đức Chúa Trời rất là muốn chạm đến cuộc đời của họ. Một Đức Chúa Trời mà sẽ không dửng dưng khi mà thấy họ đau khổ. Một Đức Chúa Trời không bao giờ mà nói với một cái người đang đói rách, một cái người đang cơ nhỡ rồi, thôi đi đi, đi bình an, chúc đi bình an nha. Chúa lên án điều đó. Chúa muốn chúng ta làm gì? Những người đói rách thì chúng ta phải cho họ cái gì đó để mặc. Những người nào mà bị bao tử của họ rỗng không thì chúng ta phải cho họ cái gì đó để làm đầy bao tử của họ, để họ không phải khốn khổ vì bụng đói. Đó là những cái điều thiết thực mà Chúa muốn chúng ta làm. Cho nên anh chị em dẹp bỏ ba cái tục lì xì mấy cái tương tự như vậy đi. Không có ích lợi gì cả. Cứ bánh ít đi bánh quy lại rồi chỉ làm khổ nhau rồi làm hư mấy đứa trẻ. Chính bản thân của tôi ngày xưa đã từng bị hư về điều đó. Bởi vì tất cả những tiền lì xì của tôi thì cuối cùng anh chị em biết nó chạy đi đâu không? Nó chạy đi ra cái mấy cái đám bầu cua tôm cá ở ngoài chợ nhỏ đó. Ngày xưa tôi thường hay về ngoại tôi chơi thì có cái chợ nhỏ cho tới bây giờ nó vẫn còn đấy. Cứ mỗi lần về đó có tiền lì xì bao nhiêu tôi chạy ra ngoài đó. Rồi nào là đánh bài cào, rồi nào là bầu cua tôm cá, rồi domino gì đó. Cuối cùng tất cả những cái tiền bạc đó đi vào trong mấy sòng đó đó. Đó anh chị em. Anh chị em thấy nó không có ích lợi gì cả. Khi một đứa trẻ lại cầm một mớ tiền mà lại không có đủ ý thức. Anh chị em hiểu không? Cho nên anh chị em đọc cái bài về lì xì đó, anh chị em sẽ thấy chúng tôi phân tích rất là kỹ càng các khía cạnh khác nhau, từ khía cạnh nhỏ cho đến khía cạnh lớn, từ cái bệnh viện cá nhân với cá nhân cho đến vấn đề toàn xã hội. Cho nên tôi ước ao rằng anh chị em sẽ từ bỏ đi tất cả những cái điều gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ để đời sống chúng ta thật sự tốt đẹp. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và tôi cũng không có đón nhận bất cứ một cái người nào tới và nói lì xì cho con của tôi, thì tôi sẽ nói một cách lịch sự với họ để mà từ chối cái điều đó và giải thích cho họ rằng con của chúng tôi không có biết sử dụng tiền và cái tiền bạc đó không đem lại ích lợi gì cho con của chúng tôi cả. Và nếu như họ muốn giúp đỡ một người khó khăn thì họ cứ giúp đỡ một người khó khăn. Hoặc là thậm chí nếu tôi là một người khó khăn họ muốn giúp đỡ thì họ cứ đến thẳng gặp tôi và giúp đỡ tôi, chứ không nhất thiết là phải đưa tiền cho con của tôi. Đúng không anh chị em? Và chúng tôi nói thẳng là chúng tôi đã có Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời đã đấng chu cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng mình không có phải thiếu thốn khó khăn bất cứ điều gì. Hiện giờ thì tôi nói với anh chị em rằng tủ lạnh của chúng tôi đang đầy thức ăn ở trong đó. Đức Chúa Trời chu cấp một cách dư dật. Không phải là đủ nữa mà là dư dật thưa anh chị em. Đức Chúa Trời là tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xây dựng nhà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời xây dựng nhà của chúng ta. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời. Thưa anh chị em, ở trong Chủ nhật vừa qua thì Hội Thánh chúng tôi có đón tiếp một số người khách. Có những người thì ở gần đến dự và cũng có những người ở rất xa nửa vòng trái đất đến và dự nhóm thờ phượng với chúng tôi. Và chúng tôi cảm ơn Chúa rất nhiều, bởi vì khi họ dự nhóm với chúng tôi xong thì họ đã có những cái lời chứng và có những cái lời khích lệ rất là tuyệt vời đó anh chị em. Và một trong những người đó là một người mà ngày xưa đã từng cầu nguyện tin Chúa ở trong một cái nhà thờ. Và thì khi nói chuyện thì cái người đó cho chúng tôi biết là cầu nguyện thì cầu nguyện vậy thôi, dạng nể cả vậy thôi chứ không hiểu, không biết, không có đức tin gì cả. Và người đó trong 3-4 năm, từ lúc mà đi vào trong nhà thờ cho đến 3-4 năm sau này thì không có muốn quay trở lại nữa và sống ở trong thế gian như bao nhiêu con người khác. Và có một cái nan đề ở trong đời sống, đó là cái người này có một đứa cháu mà cần phải được giúp đỡ về mặt tâm linh, về mặt đạo đức. Bởi vì gia đình không có cách nào để giúp đỡ cho cái đứa cháu này. Cha mẹ thì cũng là những người gọi là phục vụ Chúa lâu năm ở trong một cái nhà thờ cũng lâu năm ở tại miền Tây.
nhưng mà không có biết cách nào để mà giáo dục, để mà cảm hóa, để mà làm cho đời sống của con mình nó trở nên tốt đẹp. Cho nên là cuối cùng giống như là phó mặc cho số phận. Và cái người dượng này thấy như vậy thì cưu mang, mặc dù không có đi nhà thờ nhưng mà lại có một cái tấm lòng cưu mang. Và khi nghe nói đến hội thánh của chúng tôi, nghe nói đến công việc của chúng tôi, thì người dượng này quyết định đưa cháu của mình đến. Và ở cuối buổi nhóm thì tôi rất là được khích lệ khi mà nghe cái người dượng này nói rằng ông ta nói như thế này: tôi đã quan sát từ đầu đến cuối và tôi đã nghe sứ điệp của mục sư, và bây giờ tôi có một quyết định là tôi muốn gửi gắm cháu của tôi vào hội thánh này. Tôi muốn gửi gắm cháu của tôi cho mục sư và mong mục sư coi nó giống như con cháu ở trong gia đình. Bởi vì tôi biết rằng chính tại nơi này cháu của tôi sẽ được biến đổi cuộc đời. Và ông ta hứa là sẽ cùng với cháu mình sẽ đi đến thờ phượng Chúa với chúng tôi, thậm chí tham gia luôn cả cái buổi tập hát và cầu nguyện buổi tối thứ sáu của chúng tôi nữa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, thưa anh chị em. Chúng ta không nói lý thuyết, tất cả những cái gì nó được thể hiện trong đời sống, ở trong chức vụ thực tế của chúng ta, nó chính là câu trả lời cho những con người đang có nan đề ở trong thế giới này. Amen anh chị em. Lý thuyết không giải quyết được cái gì cả. Chúng ta cứ bẻm mép, chúng ta cứ nói những cái điều gì đó, những cái lời có cánh, nhưng mà đời sống của chúng ta và chức vụ thực tế của chúng ta nó không phản ánh được những cái điều tốt đẹp mà thế giới này đang cần, thì chúng ta không thể nào chinh phục thế giới này cho Chúa Giêsu được, thưa anh chị em. Và tôi nói chuyện với các anh chị em trong hội thánh và chúng tôi cảm thấy rất là được khích lệ. Chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng tôi nói với nhau rằng cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho hội thánh chúng ta có một cái điểm đặc biệt. Đó là gì? Ở trong cái mảng giải cứu đó, thì những cái người nào là những cái người gọi là trầm cảm, hay là những cái người mà có tính cách là người ta giáo dục không được đó, thì khi được đưa đến hội thánh của chúng tôi một thời gian sau thì những vấn đề được giải quyết. Những người trầm cảm thì không còn trầm cảm nữa, trở nên vui vẻ hoạt bát trở lại, bắt đầu hòa đồng trở lại với mọi người, hòa nhập với xã hội, không còn thu vào cái vỏ ốc của mình nữa, trở nên tự tin, thưa anh chị em. Và những cái người mà có những thói hư tật xấu thì họ khi họ đến hội thánh chúng tôi thì họ không thể nào tiếp tục những cái thói hư tật xấu đó được. Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp, chúng tôi không bao giờ dung dưỡng những thứ đó cả. Và chúng tôi sẽ dạy những cái lời rất thẳng thắn của Đức Chúa Trời để chỉ cho họ thấy rằng những thói hư tật xấu đó là những cái mà họ cần phải từ bỏ trong đời sống của họ. Và chúng tôi dạy họ để họ biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời lớn lao như thế nào, và chỉ cần họ hạ mình khiêm nhường tiếp nhận quyền năng ấy thì tất cả mọi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi trong đời sống họ sẽ bị bẻ gãy và họ được tự do hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao là tinh thần này sẽ được truyền đến cho tất cả các anh chị em ở khắp mọi nơi, và bất cứ ai đến hội thánh của chúng ta thì họ sẽ nhìn thấy sự vận hành của Thánh Linh mạnh mẽ, họ sẽ nhìn thấy tình yêu của Chúa đó, họ nhìn thấy quyền năng của Chúa đó, họ nhìn thấy sự hiệp một, sự đoàn kết ở tại nơi đó, để rồi chính họ cũng sẽ khao khát hòa nhập với chúng ta như trong một gia đình, thưa anh chị. Cảm ơn Chúa, hội thánh của chúng tôi là một gia đình thật sự, là một gia đình thật sự. Và đặc biệt là thông qua cái chương trình bán hoa lan để gây quỹ, chúng tôi phải nói với anh chị em rằng những cái khoảnh khắc ở bên nhau là những khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này. Và chúng tôi đã bỏ đi rất là nhiều quyền lợi của mình, và chúng tôi bỏ đi nhiều cái công việc của mình, chúng tôi sắp xếp, chúng tôi thu xếp để rồi tất cả mọi người, từ những người lãnh đạo hội thánh cho đến những anh chị em nhân sự, những người làm trưởng các nhóm đặc trách, hay là những tín đồ cũ, tín đồ mới, tất cả những người nào có thể thì đều góp tay vào hết, thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Thậm chí có những người nhà rất là xa, mới vừa coi như là thoát ra khỏi cái nơi tối tăm của ma quỷ thôi, và đi có thể là mỗi một lần đi như vậy phải đi 2 chuyến xe buýt đến cái điểm bán hoa lan của chúng tôi để có thể đi vào trong cái ca trực của mình, và thậm chí ngủ đêm lại tại nơi đó. Ngủ ở ngoài trời, có những anh chị em thậm chí không quen, lần đầu còn bị nóng, bị sốt, bị những cái triệu chứng khác nhau, và hội thánh cầu nguyện và rồi được chữa lành, rồi họ lại tiếp tục quay trở lại. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi cảm thấy thật là hạnh phúc vì đây là một gia đình thật sự, và hội thánh phải là một gia đình. Khi hội thánh thật sự là một gia đình thì lúc đó sẽ có rất là nhiều người muốn gia nhập với chúng ta,
Bởi vì thế giới này đang thiếu tình yêu thương, thế giới này đang thiếu sự ấm áp. Và nếu họ tìm thấy một gia đình có tràn ngập tình yêu của Chúa, có sự hiệp một, có sự đoàn kết, có khải tượng, có mục đích rõ ràng, có sự khôn ngoan của Chúa, có quyền năng, thì không có lý do gì họ không muốn gia nhập cả. Amen chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có quá nhiều điều tuyệt vời mà chúng tôi không thể nào có đủ thì giờ để làm chứng hết với anh chị em. Giờ này chúng ta hãy cùng nhau thể hiện sự vui mừng, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta bằng cách ca hát. Amen. Anh chị em đã in những cái bản nhạc ra chưa? Anh chị em in lời ra chưa? Hoặc là có ai đó đã ghi chép xuống chưa? Chúng ta lấy ra, chúng ta để trước mặt. Anh chị em thông cảm với tôi, tạm thời chúng ta vẫn cứ phải làm một số cái việc thủ công như thế, cây nhà lá vườn. Nhưng mà những ngày tới chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho chúng ta những cái phương tiện hiện đại hơn, và chúng ta sẽ làm khác hơn bây giờ. Còn bây giờ thì Chúa cho chúng ta cái gì thì chúng ta thỏa lòng với cái đó. Amen chị em, hãy cùng nhau tôn vinh Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Khi Chúa ở gần,
ông nhờ cánh Giê-xu hoài xin ba phước cho con từng giây con đến đây ngài. Chúa ơi, chúng con luôn cần ngài giúp đỡ từng giây phút trong cuộc đời. Xin hãy đến bên chúng con và ban năng thương cho chúng con. Ôi Chúa, đất con cần luôn khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn tuồng. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài xin ban phước cho con từng giây con đến. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành với chúng con trên mỗi bước đường. Ngài luôn ở bên cạnh chúng con. Ngài là Jehovah Shama, đứng ở cùng chúng con trong mọi nơi chúng con đi. Lạy Chúa con, Jehovah Sama, danh Ngài luôn ở cùng con. Danh Chúa Jehovah Sama, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn quên mừng có Ngài. Khi Chúa đi cùng con chẳng thiếu chi, Ngài hằng luôn ở bên có. Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi sao con yêu thiết tha Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng, với Cha ngự giữa chúng con. Sama Đức Chúa Trời hằng bên. Lạy Chúa con, Jehovah Sama, danh Ngài luôn ở cùng con. Danh Chúa Jehovah Sama, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng con Ngài. Khi Chúa đi cùng con chẳng thiếu chi, Ngài hằng luôn ở bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi sao con yêu thiết tha Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng, với Cha ngự giữa chúng con. Sama Đức Chúa Trời hằng bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Lòng chúng ta yêu mến Ngài, lòng chúng ta khao khát Ngài. Hallelujah. Lạy Chúa con, Jehovah Sama, danh Ngài luôn ở cùng con. Danh Chúa Jehovah Sama, lòng mến yêu Ngài thiết tha,
lòng luôn hiền có Ngài. Tuy Chúa đi cùng con chẳng thiếu chi, Ngài hằng luôn ở bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi sao con yêu thiết tha Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng với cha, như giữa chúng con xa ma Chúa Chúa Trời hằng bên. Amen. Xa ma Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh chúng con, không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta một lần nữa hòa lòng với bài hát. Và chúng ta công bố rằng có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ngài là Jehovah Shama, là đấng luôn ở cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi, đấng không hề lìa, không hề bỏ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em vui mừng không? Tôi tin chắc rằng tất cả những anh chị em, những người nào thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, những người nào thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Trời, đều hòa lòng với chúng tôi trong sự vui mừng. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta cùng nhau bước vào bài học ở trong buổi tối hôm nay. Bài học của chúng ta có đề tài là cơ hội và sự phán xét. Anh chị em cùng mở ra Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Đây sẽ là phần kinh thánh nền tảng của chúng ta. Matthew chương 11 từ câu 20 cho đến câu 24. Tôi xin công bố lời Đức Chúa Trời. Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: khốn cho ngươi thành Corazin, khốn cho ngươi thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên, ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các người. Amen. Và chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ở trong Luca chương 10 từ câu 13 đến câu 15. Nói tóm lại thì cũng tương tự như Matthew chương 11 từ câu 20 cho đến câu 24. Tuy nhiên, ở trong Luca thì có một câu mà chúng ta cần lưu ý. Câu đó không có được ghi lại ở trong phần kinh thánh mà thì chúng ta vừa đọc. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu đó thôi. Luca chương 10 từ câu 13 đến câu cho đến câu 15. Và cái câu mà tôi muốn đọc là cái câu kế tiếp, là câu 16. Nó cũng nằm ở trong đây. Thưa anh chị em, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu này. Ai nghe các con, tức là nghe ta. Ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ ta. Ai chối bỏ ta, tức là chối bỏ đấng đã sai ta. Anh chị em lưu ý câu đó. Giọng của tôi hôm nay hình như hơi khàn phải không? Ở đầu giờ thì các anh chị em trong lớp học trực tiếp nói là giọng của mục sư hôm nay không được trong trẻo lắm.
Và có lẽ hôm nay một sự đen hơn mọi bữa. Không sao hết, thưa anh chị em. Có hơi khàn, có hơi đen cũng không sao cả. Quan trọng là tấm lòng của tôi vẫn yêu mến Chúa, vẫn khao khát Chúa, vẫn nóng cháy và vẫn luôn luôn hừng hực khí thế để có thể rao truyền lời Chúa cho anh chị em. Hãy cầu nguyện cho tôi. Và dẫu cho có hơi khàn thì tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi để tôi có thể chuyển tải được ý muốn của Ngài cho anh chị em theo cách mà anh chị em không thể lầm lẫn được. Amen. Hãy cầu nguyện cho tôi trong khi tôi đang giúp anh chị em học lời Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thảo luận. Bây giờ thì các anh chị em trong lớp học trực tiếp hãy chuẩn bị nhé. Người nào khi nghe đọc câu hỏi xong mà đã có câu trả lời, đã chuẩn bị tinh thần rồi thì chúng ta nhanh chóng xung phong để phát biểu. Và tôi nhắc lại một lần nữa là khi một người phát biểu thì tất cả những người khác đều giữ micro ở trong tình trạng tắt để không bị nhiễu âm. Và khi người đó phát biểu xong, có ai đó muốn phát biểu kế tiếp thì chúng ta mới mở micro ra, chúng ta làm theo cái trình tự, trong một cái trật tự đúng như thế để cho mọi việc được tốt lành. Amen chị em. Và các anh chị em đang theo dõi qua livestream, những người không có mặt ở trong lớp học trực tiếp thì vẫn có thể tham gia thảo luận của chúng tôi bằng cách gửi những comment, gửi những lời bình của anh chị em vào phần livestream của chúng ta, vào chương trình của chúng ta. Và trong thì giờ có thể thì chúng tôi sẽ đọc những cái lời bình của anh chị em để có thể học hỏi được từ nơi anh chị em, hoặc là có thể góp ý cho anh chị em khi cần thiết. Amen. Hallelujah. Câu hỏi thứ nhất mà tôi đặt ra cho anh chị em đó là: tại sao Chúa Giê-xu quở trách các thành Corazin, Bethsaida và Capernaum một cách nặng nề như vậy? Tôi nhắc lại câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giê-xu quở trách các thành Corazin, Bethsaida và Capernaum một cách nặng nề như vậy? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Rồi ai sẽ xung phong? Rồi mời lớp học trực tiếp. Ai đã chuẩn bị sẵn sàng? Em chào mục sư ạ. Rồi Thu Hiền phải không? Dạ vâng ạ. Rồi xin mời Thu Hiền phát biểu. Dạ vâng. Xem thì Chúa Giê-xu của trách các cái thành Corazin, Bethsaida và Capernaum là bởi vì Chúa đã làm rất là nhiều phép lạ ở trong những thành này. Chúa đã giảm tin lành rất là nhiều. Nhưng mà và thành Chúa biết là thành này biết rất là rõ những việc Chúa Giê-xu làm. Họ nhưng mà họ không chịu ăn năn. Họ không chịu nhận biết những cái tội lỗi của mình. Để rồi tin Chúa Giê-xu, nhưng họ ngược lại thì họ lại những nơi mà họ chống đối Chúa Giê-xu rất là nhiều. Và điều này thì cũng là một bài học cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Chính chúng ta là người nghe lời Chúa nhiều nhất, và chúng ta là người nhận biết Chúa và cũng được kinh nghiệm về quyền năng của Chúa nhiều nhất. Thì chúng ta phải cẩn thận, nếu không thì chính chúng ta là người mà không ăn năn thì chúng ta là người sẽ bị đoán phạt nặng hơn hết những con người khác. Cảm ơn Chúa hết ạ. Cảm ơn Thu Hiền. Bây giờ ai sẽ là người tiếp theo? Rồi xin mời cô Ngoãn đúng không? Dạ. Rồi xin mời cô Ngoãn phát biểu. Theo như ở đây thì cũng như cơ hội của Chúa, những người mình được nghe về lời Chúa thì mình phải ăn năn rồi mình sửa đổi để cái cơ hội đó là mình mới được đẹp lòng Chúa. Nếu mà mình những người được nghe lời Chúa mà họ không tin thì cái người đó sau cuối cùng phán xét nó không có được và Chúa tha thứ. Những người ta không được nghe được tin lành về Chúa thì người ta sau này người ta còn có cơ hội để Chúa tha thứ. Rồi còn như mình nghe được lời Chúa mà mình chống đối
sau này á là mình không bao giờ được Chúa tha thứ nữa. Cái người người ta không biết thì cái người đó là người ta chịu cái lỗi lầm đó, tất cả những người không biết Chúa biết Chúa lại không làm theo ý Chúa là cái người đó cái phán xét nó nặng hơn. Rồi hết chưa cô Ngoãn? Rồi xin hỏi sư ơi. Rồi cảm ơn cô Ngoãn. Rồi tôi mời một người nữa. Một người nam đi, hai người nữ rồi. Có người nam nào xung phong không? Mấy người nam không xung phong thì nữ xung phong cũng được. Nhưng mà sẽ tiếc cho những người nam lắm. Những người nữ chúng ta rất là sốt sắng. Rồi xin mời người tiếp theo xung phong. Nam nữ gì cũng được hết. Ai đã có chuẩn bị thì xung phong. Còn ai phát biểu không? Ủa sao có hai người cái là tắt luôn rồi. Rồi vậy là cho anh này phát biểu thêm một sư. Rồi phát biểu anh em không? Thầy Hải đúng không? Dạ. Rồi xin mời thầy Hải. Thì trong cái câu 20 này nói là người dân các thành đã mà Đức Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi. Nhưng nói về đây là các thành đó là Chúa Giêsu đã chọn các thành đó để Chúa Giêsu bày tỏ về cái tin lành cho những cái quyền năng phép lạ tại những thành đó để cho dân ở đó hiểu biết về cái những phép lạ và tình yêu thương của Ngài đối với cái những thành dân ở trong đó. Nhưng mà dân ở trong những cái thành đó biết những cái quyền năng phép lạ Chúa đã đưa ra tại những thành đó, nhưng mà những người dân ở thành đó không nghe, cũng như là như pha ôn vậy đó, nhưng cãi lại lệnh Chúa, không nghe lời của Chúa, không có để trong cái lòng mình để ngoài tai, không nghe lời của Chúa, nên những người đó là chịu cái sau này sẽ chịu những cái hậu quả rất nặng nề, vì người đó đã chứng kiến những quyền năng phép lạ của Chúa rồi nhưng mà không có là dân phục theo ý Chúa. Nhưng đối với chúng ta giờ, nếu chúng ta là con cái của Ngài thì chúng ta phải dân phục Ngài, phải làm theo ý của Ngài mới đẹp lòng của Ngài, mới xứng đáng là con cái của Ngài. Khi chúng ta nghe là Ngài rồi mà chúng ta không thực hiện là chúng ta có những cái nghĩ là Ngài không đẹp lòng Chúa. Ngài chúng ta phải dân phục Chúa, ta hết lòng. Dạ hết lòng. Rồi cảm ơn thầy Hải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu hỏi số 2 nhé. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như là bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Tôi đọc lại nhé. Câu hỏi số 2. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Rồi. Xin mời anh chị em thảo luận. Xin trả lời luôn nha mục sư. Cô Ngoãn nữa hả? Bây giờ tôi muốn nghe một người khác. Và trong trường hợp mà những người khác đánh mất cơ hội thì cô Ngoãn có thể phát biểu lần thứ hai. Rồi có ai khác những người từ nãy giờ xung phong phát biểu không? Đâu hết rồi, chị Hạnh rồi Thủy Hậu, chú Năm này nọ đâu hết rồi. Nhanh lên anh chị em ơi, đừng để mất thời gian. Dạ, tốt rồi ạ. Rồi xin mời chị Hạnh. Dạ, thì mục đích mà những cái phép lạ của Ngài làm đó là để bày tỏ chính Ngài là đấng có cái quyền. Ngài là chỉ có một mình Ngài là đấng có quyền giải cứu mọi người ra khỏi cái ách thống trị, cái sự tàn buộc của tội lỗi của Satan. Để qua Ngài, trong Ngài thì họ được cái sự tự do mọi bề.
không những được giải cứu về thể xác về đời sống mà còn cả cái phần tâm linh và linh hồn sau này được khỏi cái thoát khỏi cái sự hình phạt đời đời ở trong lửa đời đời, nhưng mà họ được ở đời đời với Ngài để mà hưởng phước hạnh. Rồi, cảm ơn chị Hạnh. Rồi, có ai có những cái ý khác ngoài cái điều chị Hạnh vừa mới nêu ra không? Rồi, xin mời người tiếp theo. Chúng ta tranh thủ thời gian. Anh chị em ơi, chúng ta tranh thủ nhé. Người tiếp theo là ai đây? Rồi nếu mà những người kia họ không nắm bắt cơ hội để tham gia thảo luận thì cô Ngoãn có thể tham gia lần thứ hai. Xin mời cô Ngoãn. Alo. Cái câu hỏi đó giờ hồi xưa đọc lại đi, nãy đọc lại rồi giờ quên rồi. đọc lại vừa quên rồi hả? Quên cái câu hỏi tại nghe hồi xưa là hồi quên, là nói thì phải trả lời quên để rồi quên rồi là biết ngay là dân miền Tây rồi đúng không? Câu hỏi là tôi đã gửi trước rồi mà vẫn cứ quên rồi hả? Rồi tôi đọc lại nha. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Rồi, cô Ngoãn trả lời đi. Phép lạ của Chúa không phải là trước mắt mà làm cho người ta thấy những trước mắt đó như là phép lạ hay là quỷ ám, mà nhưng mà Chúa làm phép lạ để xảy ra, để cho tất cả con dân của Chúa để được đời đời, chứ không phải trước mắt mình biết phép lạ của Chúa xảy ra rồi mình phải ăn năn mình tiếp nhận Chúa để Chúa cứu mình cái đời sống đời đời, chứ không phải mà trước mắt mà quỷ ám đó mà nhưng là Chúa cứu mình tới đời đời chứ không phải là trước mắt. Rồi xin hết sư ơi. Rồi cảm ơn cô Hoảng. Tức là không phải vì mấy cái nhu cầu trước mắt đúng không? Nhưng mà ý cô là mục đích của Chúa là để cứu rỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta ra khỏi cái sự hư mất đời đời, đúng không? Rồi. Dạ, nhiều người đó không phải trước mắt một người đó không, là Chúa cứu đời đời mà mình phải nói ra cho nhiều người biết nữa, chứ không phải trước mắt chỉ một người đó. Rồi. Chúa muốn cứu cả linh hồn, tất cả con dân của Chúa. Rồi, cảm ơn cô Ngoãn. Tôi muốn nghe một người nữa. Có người nam nào khác ngoài thầy Hải không? Anh Chuyên, anh Luận, chú Năm, rồi Hậu, rồi còn ai nữa? Tôi bữa nay không nghe giọng mấy anh em đó, sao im im re vậy ta? Rồi ai sẽ là người phát biểu cuối cùng đây? Tôi dành một cái cơ hội cuối cùng cho người cuối cùng. Đề tài chúng ta hôm nay là cơ hội và sự phán xét. Nắm lấy cơ hội nha. Ai vậy? Sao nay thụ động dữ vậy? Thêm một buổi thụ động nữa là bị mời ra khỏi lớp đó. Đó là nội quy nha. Rồi những cái người chưa phát biểu hồi nãy giờ đâu rồi? Tôi mời những người nào chưa phát biểu thì phát biểu. Không phải nam mà là nữ cũng được, nam nữ gì cũng được hết. Tôi muốn nghe nam nhưng mà nam không nắm lấy cơ hội thì nữ cứ nắm lấy cơ hội. Rồi, ai là người cuối cùng phát biểu đây? Nhanh chóng lên, đỡ mất thời gian của tôi nha. Tôi có cảm giác như hình như là có nhiều người không nghe hay là sao ta?
hay là có ai đó đang nói mà tôi không nghe, là bị trục trặc kỹ thuật như một số lần. Có phải không? Có phải là có ai đang nói? Cuối cùng không có ai thì tôi xin được phát biểu. À rồi, rồi thầy Hải muốn phát biểu nữa. Thôi được rồi, để đỡ mất thời gian, xin mời thầy Hải phát biểu luôn. Dạ, theo cái câu kinh thánh này theo tôi biết thì đây là không phải là một ngẫu nhiên mà Chúa đã đưa ra những cái quyền năng phép lạ để chữa lành mọi bệnh tật, nhưng mà đây là một cái chương trình của Chúa đã sắp đặt cho con dân Chúa. Vì là Chúa là trong kinh thánh của lời của Chúa có chép, lời của Chúa là và đến đời đời mãi mãi chứ không bao giờ thay đổi, dù một chấm một nét cũng qua đi nhưng lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Đây là những quyền năng phép lạ của Chúa cả đời này đến đời kia, vẫn tới ngày hôm nay vẫn còn có quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra chứ không phải là một ngày một bữa. Đây là những quyền năng phép lạ của Chúa. Nhưng mà những cái quyền năng phép lạ này để làm cái gì? Tôi đang hỏi là để làm gì, để làm gì? Chứng tỏ cho tất cả con dân biết đây là cái ý định Chúa, cái quyền năng của Chúa là quá là giá trị trên tất cả là con cái của Ngài. Ngài quá cái quyền năng thật là để là cai trị tất cả những điều ác và chữa lành cho những người bệnh tật, những người con dân của Ngài. Cảm ơn thầy Hải, không có đi vào vấn đề lắm ha. Thầy Hải về nhà suy gẫm lại cái câu này nhé. Bây giờ thì tôi sẽ đúc kết bài học buổi tối hôm nay. Một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ là đề tài của chúng ta đó là cơ hội và sự phán xét. Một cái đề tài mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều đấy, thưa anh chị em. Chúng ta đọc ở trong cái phần kinh thánh Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24, cũng như là Luca chương 10 từ câu 13 đến câu 16, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đang quở trách dân của các thành về cái sự vô tín của họ. Ở đây Chúa nhắc đến tên những thành nào? Khốn cho ngươi thành Corazin, khốn cho ngươi thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon thì họ đã mặc áo xô đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta thấy Chúa nhắc đến thành Corazin, rồi thành Bethsaida, rồi ở dưới này thì Chúa lại nhắc thêm một thành nữa: còn ngươi thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Chúa nhắc đến ba cái thành phố của Israel. Và chúng ta thấy cái thành Capernaum là một cái thành được nhắc đến rất là nhiều. Rất là nhiều cái câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ được ghi lại. Thì những cái phép lạ đó được thực hiện ở tại thành Capernaum. Và bây giờ thì chúng ta thấy Chúa nói một cách rất là nặng nề. Đây là giống như là một cái lời cảnh cáo nặng nề và cũng giống như là một cái lời rủa xả vậy đó thưa anh chị. Khốn cho các ngươi, hay là khốn nạn cho các ngươi. Cái từ ngữ rất là nặng nề thưa anh chị em. Và cái lý do mà Chúa nói những cái lời nặng nề đó, những cái lời như là rủa xả đó, đó là bởi vì họ đã vô tín. Họ cứ trơ trơ ra như đá, trong khi Chúa đã rao giảng một cách rất là mạnh mẽ, rất là nhiệt tình. Ngài đã công bố lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã công bố những lẽ thật của vương quốc thiên đàng, và Ngài đã làm rất nhiều phép lạ ở tại những nơi này, nhưng mà người ta không chịu ăn năn. Thưa anh chị em, một lần nữa chúng ta cần phải nhắc nhở nhau về sự ăn năn. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở anh chị em qua các bài học về sự ăn năn,
Và tôi nói với anh chị em rằng sự ăn năn là điều cực kỳ quan trọng. Sự ăn năn đó chính là cái cánh cửa để chúng ta có thể bước vào trong sự cứu rỗi. Có rất là nhiều người thật sự họ chưa bao giờ ăn năn trong cuộc đời họ cả. Thưa anh chị em, rất là nhiều người ngày hôm nay nói rằng mình là cơ đốc nhân, nhưng mà họ chưa bao giờ thực sự ăn năn cả. Tất cả những gì mà người ta làm rất có thể là đi đến một cái buổi nhóm, đi đến một cái nơi nào đó gọi là nơi thờ phượng Chúa. Và tại nơi đó họ làm một số lễ nghi nào đó, họ thực hiện một số lễ nghi nào đó, họ lặp lại theo lời của ai đó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó không xuất phát từ một cái động cơ đúng đắn. Tất cả những điều đó nó không phải là cái sự thể hiện của một con người nhìn biết Chúa, hay là một cái con người mà lắng nghe những lẽ thật của Chúa được công bố và nhận ra thực trạng tội lỗi của cuộc đời mình và hạ mình xuống để ăn năn, cầu xin sự tha thứ, để cầu xin sự cứu rỗi của Chúa. Thưa anh chị em, và những con người nào không thật sự hạ lòng, hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, những con người nào không thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì họ không bao giờ được cứu rỗi. Họ vẫn chỉ là những con người tội lỗi. Và nếu như họ có mở miệng và nói Chúa gì đó, thì đó chỉ là Chúa của tôn giáo mà thôi. Hay là cái nhận thức của họ là cái nhận thức có tính cách tôn giáo mà thôi. Nó không bao giờ có thể đem lại một cái sự giải thoát cho cuộc đời của họ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị trói buộc ở trong sợi dây trói của ma quỷ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị xiềng xích ở trong xiềng xích của ma quỷ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị nhốt ở trong những cái nhà tù của ma quỷ mà thôi, thưa anh chị. Cho nên cái lý do mà Chúa Giêsu đã quở trách một cách nặng nề đó là vì những người dân ở thành này đã không chịu ăn năn, thưa anh chị em. Và điều mà tôi tin là không phải 100% những người dân sống tại những thành này không ăn năn. Tôi tin rằng có những con người đã thật sự ăn năn, nhưng mà ở đây là Chúa đang nói đa số những con người đang sống ở những thành phố đó đã không chịu ăn năn. Họ không ăn năn khi họ nghe lời của Chúa rao giảng, họ không ăn năn khi mà những công việc quyền năng của Chúa cập theo. Họ không ăn năn, thưa anh chị em. Và Chúa rất là bất bình về điều đó. Có nhiều anh chị em ở trong thực tế đã đến và bày tỏ sự bức xúc với chúng tôi. Những anh chị em đó họ rất là sốt sắng đi ra và rao giảng tin lành. Họ sốt sắng đi ra làm chứng cho người này, người kia. Họ cố gắng hết sức để bày tỏ những cái điều gì thuộc về Chúa cho những đối tượng mà họ muốn đối tượng đó ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà có rất là nhiều người họ cứ trơ trơ ra, và thậm chí họ có những cái sự sỉ nhục, phỉ báng. Và rồi các anh chị em của chúng tôi quay trở về cảm thấy rất là buồn bã. Nhiều người cảm thấy rất là bức xúc. Và tại sao những người đó họ không ăn năn? Và có nhiều người thậm chí nản lòng. Và khi họ đối diện với những cái con người cứng cỏi như vậy, họ nản lòng. Khi họ suy nghĩ là thôi, bây giờ mình không có đi ra làm chứng nữa, mình không có rao giảng tin lành nữa, mình không nói nữa, tại sao con người ta lì lợm, người ta cứng cỏi quá. Thưa anh chị em, tôi khích lệ những người đó. Tôi nói rằng anh chị em đừng có nản lòng. Người ta càng cứng cỏi, người ta càng bướng bỉnh, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục để công bố, chúng ta vẫn phải tiếp tục để rao giảng, chúng ta vẫn tiếp tục để làm chứng. Bởi vì sứ đồ Phaolô nói là dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh thì ông vẫn tiếp tục rao giảng tin lành. Với anh chị em, có những cái nghịch cảnh nó được làm nên bởi những con người chống đối, có những nghịch cảnh nó được làm nên bởi những con người cứng cỏi, những con người bướng bỉnh, không chịu lắng nghe, không chịu ăn năn, không chịu tiếp nhận. Thưa anh chị em, và ngay trong những nghịch cảnh đó thì lời Chúa khích lệ chúng ta là vẫn cứ tiếp tục để rao giảng, vẫn cứ tiếp tục công bố phúc âm cho tới khi nào mà tấm lòng của con người ta tan chảy ra. Thưa anh chị em, và
Đương nhiên, Chúa của chúng ta, ngoài việc Ngài là đấng nhân từ ra, thì Ngài còn là Đức Chúa Trời công chính, không kể kẻ có tội là vô tội. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà có những lúc Ngài nổi giận. Đức Chúa Trời nhân từ, nhưng mà có những lúc Ngài sẽ nghiêm khắc để sửa trị, có những lúc Ngài sẽ có những cái lời nói nặng nề, thậm chí là những cái sự rủa xả cho những cái kẻ nào mà cứ cố tình cứng đầu, cứng cổ, chống bán, nghịch lại đường lối của Ngài. Thưa anh chị em, sẽ đến những cái lúc mà có những con người phải đối diện với thái độ đó của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi ước mong là sẽ có nhiều người không đợi đến mức độ đó. Sẽ có nhiều người sẽ sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn đem vào trong đời sống của mình. Lời Đức Chúa Trời vốn đã rất là kỳ diệu rồi. Lời Đức Chúa Trời vốn đã rất là ích lợi rồi. Và Đức Chúa Trời còn làm những phép lạ, những dấu kỳ, những công việc quyền năng cặp theo lời ấy, với một lòng mong muốn, với một lòng khao khát rằng những con người lắng nghe lời của Ngài và chứng kiến những công việc quyền năng của Ngài sẽ hạ mình, hạ lòng, mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Bởi vì Ngài không muốn một người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Amen chị em. Tôi suy nghĩ về đời thực của chúng ta. Tôi suy nghĩ về cuộc sống thực tế. Và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới này. Ngài không thiên vị bất cứ một ai cả. Thưa anh chị em, Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể nhận biết Ngài. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể nhìn nhận về thực trạng tội lỗi của mình. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể thấy được những cái điều xấu xa, tội lỗi mà mình cần phải từ bỏ. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để thấy được tình yêu của Ngài, thấy được quyền năng của Ngài, thấy được sự khôn ngoan của Ngài, thấy được sự vĩ đại của Ngài, để họ quay ra khỏi con đường tà, họ từ bỏ con đường tà mà họ bước vào trong con đường công chính của Chúa. Nhưng mà đã có quá nhiều người cho tới giờ phút này vẫn cứ cứng cỏi, vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ bướng bỉnh và khước từ Đức Chúa Trời, đẩy Ngài ra khỏi đời sống của mình. Và thậm chí có nhiều kẻ còn khua môi, múa mép, nhạo báng, phỉ báng Đức Chúa Trời và phỉ báng hội thánh của Chúa, phỉ báng những công việc của Đức Chúa Trời, phỉ báng con dân của Chúa nữa. Và nếu những con người đó không kịp dừng lại thì có lẽ họ sẽ phải hối hận mãi mãi. Thưa anh chị em, chủ đề của chúng ta, đề tài của chúng ta trong buổi tối hôm nay là cơ hội và sự phán xét. Thưa anh chị em, có một tôi tớ của Chúa đã từng nói một câu như thế này. Tôi đã được nghe từ hồi thiếu niên và tôi vẫn chưa bao giờ quên câu nói đó. Tôi tớ Chúa đó nói như thế này nè: mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Tôi nhắc lại câu này. Người đó nói như thế này: mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Anh chị em có hiểu ý không? Có nghĩa là có những cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến cuộc đời của chúng ta, thậm chí rất nhiều cơ hội. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối những cơ hội đó, nếu chúng ta bỏ những cơ hội đó, nếu chúng ta để cho vuột những cơ hội đó ra khỏi tầm tay của chúng ta, thì anh chị em ơi, chúng ta sẽ phải hối tiếc mãi mãi. Một ngày kia có nhiều người sẽ nhận ra rằng mình đang ở dưới địa ngục và tất cả đã quá trễ, không còn một lối thoát nào cả. Thưa anh chị, hãy suy nghĩ về những cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến ở trong cuộc đời này. Thỉnh thoảng tôi nói với một số người như thế này, bởi vì họ nói rằng Đức Chúa Trời bất công. Họ nói với cái ý như là Đức Chúa Trời cho người này cơ hội nhưng mà Ngài lại không cho người kia cơ hội, và Ngài lại đòi phán xét người ta. Tôi nói với họ: không, Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau. Tôi có thể nói những điều rất thực tế trong cuộc sống, những ví dụ rất thực tế cho anh chị em thấy. Cơ hội đến với
một người qua một cái chứng đạo đơn. Cơ hội có thể đến với một người qua một tôi tớ của Chúa. Cơ hội có thể đến với một người qua một người bạn là cơ đốc nhân. Người bạn đó có thể là người bạn ở nơi trường học. Người bạn đó có thể là người bạn ở nơi công sở, hoặc là ở nơi xóm giềng, hay là ở một nơi nào đó trong xã hội. Và những con người đó đã nhiều lần cố nói với một ai đó, nói về Chúa Giê-xu, nói về phúc âm cứu rỗi, nói về thiên đàng, nói về địa ngục, nói về những điều cần thiết để giúp cho người đó nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra rằng mình cần có cứu Chúa Giê-xu trong cuộc đời. Nhưng mà có nhiều người đã từ chối hết lần này tới lần khác. Anh chị em có biết rằng ở trong thời gian trước đây, tôi đã từng chứng kiến những người bạn của tôi, họ phun nước bọt khi họ nghe nói về Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, đương nhiên có những cái lý do khác nhau. Rất có thể là nếu trong một cái giai đoạn nào đó, đời sống của chúng ta là một đời sống nó không đúng đắn và làm cho người ta khinh bỉ, thì cái việc họ phun nước bọt cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đã có rất là nhiều cơ đốc nhân, họ đã rao giảng về Chúa, họ đã làm chứng về Chúa, và họ đã sống tốt, và họ đầy nhiệt huyết để có thể giúp đỡ cho những người trong mối quan hệ của mình nhận biết ra tội lỗi, và nhận biết rằng mình cần có cứu Chúa Giê-xu để có thể thanh tẩy những tội lỗi đó, để có thể giải phóng đối tượng ra khỏi những tội lỗi đó, để con người đó có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Nhưng mà rất là nhiều người đã từ chối, đã khước từ hết lần này tới lần khác, thậm chí tỏ ra khinh bỉ và tìm mọi cách để bày tỏ cái sự kỳ thị, và thậm chí có những người chuyển sang cái tư thế là bắt bớ, là chống đối, thậm chí là tàn hại nữa, thưa anh chị. Những con người đó đã đánh mất cơ hội. Có những lúc Chúa dùng ai đó đem đến cho chúng ta một cái chứng đạo đơn, hoặc là một quyển kinh thánh. Và đã có rất là nhiều người họ đóng sầm cửa lại. Có rất là nhiều người họ xua đuổi cái người tặng chứng đạo đơn đó đi, hoặc là họ cầm chứng đạo đơn đó và họ vứt vào trong sọt rác. Thậm chí có những người cầm chứng đạo đơn và xé ngay trước mặt. Có những người thì vứt ra xa, không tiếp nhận. Họ không hề biết rằng họ vừa đánh mất một cơ hội. Họ không hề biết là họ vừa mới ném một cơ hội ra khỏi tầm tay của họ. Có những người thì được mời đến dự một buổi truyền giảng. Họ có thể đi dự bất cứ một cái buổi tiệc nào, họ có thể đi dự bất cứ một cái đám nhậu nào, họ có thể đi dự những cái nơi mà ăn chơi, họ khó lòng từ chối. Nhưng mà khi được mời đến dự một cái buổi truyền giảng thì đã có rất là nhiều người từ chối hết lần này tới lần khác, và họ không biết rằng họ vừa mới từ chối một cái cơ hội cho chính linh hồn của họ, một cái cơ hội cho chính cuộc đời của họ. Và thậm chí có những người đang mắc bệnh nan y trong cơ thể và họ không có một cái phương chữa trị nào cả. Các bác sĩ của họ đã bó tay, các thầy thuốc của họ đã bó tay, và có thể là họ cũng đã tán gia bại sản, họ không còn tiền nữa. Bây giờ có một anh chị em nào đó trong Chúa yêu thương con người đó, nhiệt tình đến và nói cho họ biết về Chúa Giê-xu, nói cho họ biết về sự chữa lành của Chúa Giê-xu, và thậm chí là cụ thể hơn, nói cho họ biết rằng có một hội thánh, hay là có tôi tớ Chúa này, tôi tớ Chúa nọ, hay là người này người nọ, là những người mà có cái sự hiểu biết lời Chúa, có cái sự trải nghiệm, có sự khôn ngoan của Chúa và có năng quyền của Chúa, để có thể cầu nguyện, để có thể công bố cho họ, để có thể giúp cho họ được chữa lành. Nhưng mà rất là nhiều người đã từ chối. Thưa anh chị em, ở trong chức vụ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự từ chối như vậy. Có những lần mà có ai đó đến nói với chúng tôi rằng tôi biết có một cô gái đó uống thuốc trừ sâu vô, và đến các bệnh viện thì các bệnh viện bó tay rồi. Bây giờ thì đem về nhà và chuẩn bị làm đám tang, không có phương cứu chữa nào cả. Ở trong kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi đã có rất là nhiều ca, chúng tôi giúp đỡ cho những cái người mà uống thuốc
trừ sâu, uống thuốc diệt cỏ, uống những cái chất độc và những chất gọi là cực độc. Và 100% những cái ca mà chúng tôi từng giúp đỡ thì đều sống cho tới ngày hôm nay, thưa anh chị em. Và Chúa làm phép lạ rất là kỳ diệu. Thậm chí có nhiều lần mà khi chúng tôi công bố quyền năng ở trong danh Chúa Giêsu thì những cái người mà họ đang sùi bọt mép, rồi họ đang bị cái chất độc ngấm vào và họ ngã ra như chết đó, thì họ đã được tác động bởi quyền năng của Thánh Linh và dường như là những cái chất độc nó tan biến ngay ở trong cái nội tạng, ngay ở trong con người của họ, và họ tỉnh táo trở lại một cách bình thường như là chưa có chuyện gì xảy ra. Và thưa anh chị em, tôi còn nhớ cái câu chuyện mà chính vì cái sự kiện đó mà đã đánh đổ hoàn toàn tất cả những sự cứng cỏi, những sự bướng bỉnh còn lại ở trong gia đình cha mẹ vợ của tôi. Đó là một người em họ của vợ tôi đi lính ở trên Đà Lạt đó. Rồi không biết buồn tình như thế nào, rồi đi nhậu và sau đó thì uống một cái thứ thuốc trừ sâu, thuốc không phải là thuốc trừ sâu mà là thuốc diệt cỏ, thuốc phát quang. Cái loại đó nó mạnh lắm. Và sau này chúng tôi biết rằng cái loại mà em đó uống là nó nằm trong danh sách cấm của Việt Nam, nằm trong những cái loại thuốc cực độc ở trong cái hàng top. Và chưa bao giờ có ai uống dù một lượng rất nhỏ của cái loại thuốc đó mà còn sống, thưa anh chị em. Và cái đứa này nó uống và bệnh viện Đà Lạt bó tay trả về nhà. Thì lúc bấy giờ gia đình ở bên vợ chúng tôi thì rất là buồn và mọi người đang tư thế là chuẩn bị làm đám tang. Khi mà vợ tôi kể rõ cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện thì bỗng nhiên ở trong tôi có một cái tiếng nói: đây là cơ hội. Và tôi nói với vợ tôi rằng em hãy lập tức gọi điện về quê, gọi điện cho mẹ và nói với mẹ là chúng con tin rằng Đức Chúa Trời mà chúng con thờ phượng có dư quyền năng để có thể cứu em quý. Và chúng con có một lời đề nghị là tất cả mọi người dừng thờ cúng lại, dừng lại tất cả những cái hoạt động mê tín dị đoan. Bởi vì tất cả những điều đó mọi người đã làm trong bao nhiêu năm qua, và đặc biệt là trong những cái ngày mà em quý phải đối diện với điều đó, thì mọi người đã làm quá nhiều rồi mà không có một cái điều gì hiệu quả cả. Và bây giờ thì em đang sắp chết rồi. Và đây là cái cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất. Hãy để cho chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng con. Và lúc đó thì mẹ vợ của tôi đã nói với vợ của tôi rằng nếu mà Đức Chúa Trời của tụi bay mà cứu được thằng Quý thì tao với ba mày sẽ dẹp sạch hết bàn thờ và tin Chúa. Trước đó thì Chúa đã làm một số phép lạ chữa lành cho họ. Thưa anh chị em, họ cũng bắt đầu có cảm tình với Chúa rồi, nhưng mà có những cái sự trở ngại, có những cái sự cản phá ở trong đời sống của họ mà họ chưa sẵn sàng để tin Chúa một cách xác quyết. Bây giờ họ lại đưa ra cái lời nói đó. Và lúc đó thì tôi nói với vợ tôi rằng em hãy nói với mẹ là mẹ hãy ghi nhớ điều mà mẹ đã nói. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài sẽ làm những việc mà chúng ta không thể nào ngờ được. Và thưa anh chị em, chúng tôi đã lập tức đi vào trong cái bệnh viện. Lúc bấy giờ thì chuyển em về bệnh viện 175. Và bác sĩ đã hai lần nói với gia đình là họ bó tay, họ không làm gì được rồi. Họ nói là trong vài ngày nữa là những cơ quan nội tạng sẽ bị cháy hết và nó sẽ chính thức chết luôn. Thưa anh chị em, tôi bước vào ngay cái hành lang của cái phòng bệnh viện đó và gặp người mẹ đầy nước mắt, đầy tuyệt vọng. Và lúc đó ở trong cái sự vận hành của Thánh Linh, chúng tôi chỉ nói một vài câu rất là ngắn gọn và trong tình yêu thương và trong uy quyền. Và người mẹ đã lập tức mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Và chúng tôi bước vào và chúng tôi nói vào trong lỗ tai của em quý. Chúng tôi công bố phúc âm cứu rỗi. Chúng tôi nói rằng bây giờ chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu được em thôi. Em hãy mau mau tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình để tiếp tục được sống. Và đời sống em sẽ không phải đi vào trong địa ngục. Tôi chỉ nói vài câu ngắn gọn và sau đó thì tôi đã hướng dẫn cho em. Tôi kề tay vào, tôi kề miệng vào trong lỗ tai của em và tôi nói những lời hướng dẫn cầu nguyện. Và em bắt đầu lặp lại theo một cách yếu ớt để tiếp nhận Chúa. Và sau đó thì chúng tôi cũng thông báo cho hội thánh, những anh chị em mạnh mẽ trong đức tin cùng với chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và công bố. Và cảm ơn Chúa là cuối cùng em quý đã được chữa lành hoàn toàn, trở về nhà
và sống cho tới ngày hôm nay ở trong sự khỏe mạnh, thưa anh chị em. Và kết quả là cha mẹ vợ của chúng tôi đã dẹp sạch hết bàn thờ hình tượng và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và bây giờ thì toàn bộ gia đình riêng ở bên vợ của chúng tôi đó là gồm có cha mẹ vợ và em, rồi những thành viên ở trong gia đình của bên cha mẹ vợ của tôi thì đã tiếp nhận Chúa, về cùng với có một số người bà con tiếp nhận Chúa nữa. Và chúng tôi tin chắc rằng trong những ngày tới, bởi những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, sẽ có thêm nhiều người ở trong dòng tộc sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Thưa anh chị em, đó là cái câu chuyện thực tế mà chúng tôi đã kinh nghiệm. Nhưng mà có rất là nhiều người họ không tin những cái điều mà chúng tôi làm chứng cho họ. Họ không tin vào lời Chúa mà chúng tôi rao giảng. Họ cũng không tin vào những cái sự việc gọi là người thật, việc thật mà chúng tôi làm chứng. Và thậm chí có những người đã trải nghiệm điều đó, và chính những người ngày xưa đã từng được Chúa cứu, Chúa chữa lành như thế nào, làm chứng nói cho những người đó biết. Nhưng mà họ nhất định họ không tin. Và có những gia đình họ nói, thà là con chúng tôi chết chứ nhất định không có tin Chúa. Thà là người thân của chúng tôi chết chứ nhất định là không muốn tiếp nhận những điều này. Thưa anh chị em, có nhiều cái trường hợp như vậy. Có những trường hợp ung thư cũng vậy nữa. Chúng tôi thương, chúng tôi rất là muốn cứu, và chúng tôi muốn kết nối với những cái người mà có quen với gia đình đó, và nói rằng hãy đến và nói cho họ biết về Chúa Giêsu, hãy nói cho họ biết về quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, và hãy nói cho họ biết chức vụ của chúng tôi, là chúng tôi có thể giúp cho họ, chúng tôi có thể đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời đến và có thể giúp đỡ. Nhưng mà chúng tôi đã nhận những sự từ chối thẳng thừng. Nói không, à là người thân chúng tôi chết, kiểu gì cũng được, nhưng mà chúng tôi nhất định chúng tôi không muốn tin. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người họ đã từ chối cái cơ hội rất là quý báu cho linh hồn của họ, cho cuộc đời của họ, là cái cơ hội quý báu nhất trong cuộc đời của họ. Họ đã từ chối một cách thẳng thừng, thưa anh chị. Biết bao nhiêu điều mà Đức Chúa Trời làm ở trong cuộc đời này như là những cơ hội để đem đến cho tôi và cho anh chị em và cho bất cứ một con người nào sống trên thế giới này. Ngài không bao giờ thiên vị ai. Không có chuyện là Ngài cho người này cơ hội nhưng mà Ngài lại không cho người kia cơ hội. Không có chuyện đó. Nếu như Ngài không cho ai đó cơ hội mà Ngài phán xét họ thì đó là điều vô lý. Đúng không chị em? Nếu như Ngài không cho ai đó cơ hội mà Ngài lại ném họ xuống địa ngục thì đó là một sự bất công. Điều đó rất là vô lý. Chính lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài không muốn một người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Và anh chị em thấy, chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài đã nỗ lực để truyền bá phúc âm. Ngài đã đi khắp các thành, các làng. Ngài đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm để có thể đem đến cơ hội cho những con người đang sống trong sự hư mất, đem đến cơ hội cho những con người đang quằn quại trong đau đớn. Ngài đem đến cơ hội cho những con người đang bị bế tắc vì bệnh nan y, đem đến cơ hội cho những con người đang bị bế tắc vì bị quỷ nhập, vì nhiều nan đề khác nhau đang đổ ập xuống trên đời sống của họ. Nhưng mà thật là đáng tiếc, không phải ai cũng sẵn sàng để mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Đó là nan đề, thưa anh chị. Đó là nan đề. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện về Noe không? Gia đình của Noe, về con tàu và về cơn đại hồng thủy không? Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian này quá bại hoại, đầy dẫy tội lỗi và sự gian ác. Và Ngài nói với Noe là bây giờ hãy theo sự hướng dẫn của Ngài mà đóng một cái con tàu. Và con tàu đó là con tàu để cứu những người nào mà có mặt ở trong con tàu đó. Không phải là Đức Chúa Trời dự định là chỉ đóng cái con tàu đó để cứu gia đình Noe không thôi đâu. Nếu như vậy thì không nhất thiết là phải đóng một con tàu lớn như vậy, thưa anh chị em. Bởi vì Noe đóng con tàu đó là hàng thế kỷ, thưa anh chị em. Hơn một thế kỷ, ông mới hoàn tất cái công việc đó. Và anh chị em biết không, hơn 100 năm đó, Noe vừa đóng tàu và ông vừa rao giảng lời Đức Chúa Trời, ông vừa công bố ý muốn của Đức Chúa Trời.
nói những cái điều gì mà Đức Chúa Trời đã truyền đạt cho mình, và ông nói lại với mọi người với cái mục đích là để mọi người họ tin những lời ấy, họ biết hạ mình xuống, từ bỏ tội lỗi, ăn năn để họ được cứu. Nhưng mà kết quả nó lại không giống như ông mong đợi. Người ta chế giễu những gì mà Noe rao giảng. Noe được gọi là thầy giảng công chính. Ông là người mà Đức Chúa Trời đánh giá là công chính, bởi vì ông tin ở Đức Chúa Trời. Nhưng mà tất cả những người thời bấy giờ đã từ chối, không chịu lắng nghe lời của ông. Họ đã bỏ ngoài tai, họ đã chế giễu ông. Và tôi không biết chính xác họ đã nói những điều gì, bởi vì Kinh Thánh không có ghi lại những chi tiết đó. Nhưng mà tôi tin rằng có rất là nhiều người họ nói như thế: tào lao, làm cái gì mà có chuyện có mưa rơi xuống trên đất, làm gì có chuyện có đại hồng thủy, làm gì có chuyện tận thế, tào lao, làm gì có chuyện tất cả mọi loài sống trên đất sẽ bị hủy diệt. Ông là cái người nói những cái chuyện tào lao. Tôi tin là họ nói những cái điều tương tự như vậy. Rồi họ chế giễu ông, rồi rất có thể là họ tìm cách để chọc phá ông, tấn công ông, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Noe vẫn cứ kiên trì, vừa đóng cái con tàu đó theo chỉ thị của Đức Chúa Trời, mà ông vừa trở thành một cái cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến cho những con người thời bấy giờ. Hơn 100 năm, Noe chính là cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho thế giới loài người lúc bấy giờ. Nhưng mà thế giới loài người lúc bấy giờ đã khước từ cái cơ hội đó. Họ đã từ chối, họ không muốn bước vào con tàu đó. Họ không tin, họ không hề tin những gì mà Đức Chúa Trời đã nói qua Noe, thưa anh chị em. Họ tin những cái điều tầm ruồng ở trong xã hội, họ tin vào những cái điều tào lao, những cái điều mà không có đẹp đẽ, những cái điều không được thẩm định, bất cứ điều gì ngoại trừ lời Đức Chúa Trời. Họ tin, họ có thể tin bất cứ điều gì, nhưng họ lại không tin lời Đức Chúa Trời đang công bố qua môi miệng của tôi tới Chúa là Noe. Và họ đã để cho cơ hội đó vượt khỏi tầm tay của họ. Ai dám nói là Đức Chúa Trời thiên vị? Ai dám nói là Đức Chúa Trời ác? Ai dám nói là Đức Chúa Trời không cho con người cơ hội mà lại phán xét? Không. Đây là cái câu chuyện rất là rõ ràng, và có rất là nhiều câu chuyện khác trong Kinh Thánh. Anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời luôn cho con người cơ hội qua đủ mọi hình thức khác nhau. Nhưng mà vì cái lòng kiêu ngạo, vì cái lòng cứng cỏi, vì cái lòng yêu mến ham thích tội lỗi hơn là một đời sống công chính, mà con người ta đã từ chối, người ta đã khước từ cơ hội Đức Chúa Trời đem đến hết lần này tới lần khác. Tôi nói với anh chị em rằng có những con người thậm chí nhận được cơ hội của Đức Chúa Trời qua những giấc mơ, qua những sự hiện thấy nữa. Có những con người mà Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước mặt của họ. Có những con người mà Ngài xuất hiện khi họ đang tỉnh thức. Có những con người mà Ngài xuất hiện ở trong giấc mơ của họ, và Ngài phán chính lời từ miệng của Ngài để cảnh báo họ, để kêu gọi của họ hạ mình xuống ăn năn và quay trở về với Ngài, từ bỏ con đường tà. Nhưng mà khi kết thúc sự việc đó, họ vẫn tiếp tục đi con đường của họ. Họ không đoái hoài đến những gì mà Đức Chúa Trời cảnh cáo. Có những người thức dậy khỏi cái giấc mơ đó và họ nói: ôi, cái đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng họ không hề biết rằng có ba loại giấc mơ. Tôi đã từng nói với anh chị em trong một bài học, đúng không? Có ba loại giấc mơ. Có những giấc mơ đến từ ma quỷ, có những giấc mơ nó chỉ là những giấc mơ vật lý bình thường, nó phản ánh những cái gì mà chúng ta thường hay làm, chúng ta thường hay nói hay suy nghĩ trong cuộc sống. Và có những giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại chúng ta biết điều đó, đúng không anh chị em? Thật là tiếc, bởi vì những cái con người đó họ không giống như Saul mà sau này trở thành Phao-lô đó anh chị em. Chúa đã đem đến cho mấy một cơ hội trên đường Đa-mắt. Ngài đã xuất hiện trên đường Đa-mắt và Ngài đã nói chuyện với Saul. Saul nghe được giọng nói của Ngài và Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài khiến cho ông ta té xuống và ông ta bị mù. Có cái gì đó, nhưng cái vảy nó che hai con mắt ông ta lại, ông ta không còn nhìn thấy gì nữa. Và Ngài đã cảnh cáo ông ta.
Và cảm ơn Chúa, Saul không phải là cái loại người kiêu ngạo mà cứng cỏi nhất định khước từ Chúa. Không phải như vậy. Bởi vì trước đây ông không hiểu thôi. Bởi vì ông không thật hiểu sự hiểu thôi. Và Chúa đã cho ông cơ hội. Và ngay khi Chúa đem cơ hội đến thì ông đã đầu phục Chúa hoàn toàn. Và từ một con người gian ác, một con người đã từng chỉ huy một đám đông để giết chết một người thánh của Chúa là Ê-tin, và là cái người mà đại diện cho cái thế lực bắt bớ lúc bấy giờ để đi tàn hại hội thánh, bắt bớ người này, bắt bớ người kia, đánh đập người này, bỏ tù người kia, giết chết người nọ. Từ một con người như vậy thì Saul đã nắm lấy cơ hội và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và sau này ông trở thành một sứ đồ vĩ đại. Saul sau này trở thành Phao-lô. Và sứ đồ Phao-lô là người mà tôi rất là yêu mến, là người mà tôi rất là ngưỡng mộ. Thưa anh chị em, đáng tiếc là ngày hôm nay có quá nhiều người không giống như Saul. Họ đã từ chối những cơ hội lớn nhỏ khác nhau mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho cuộc đời của họ. Anh chị em có biết không? Có một cái cơ hội mà cứ lặp đi lặp lại một vài lần mỗi một tuần lễ, anh chị em biết đó là cơ hội nào không? Tôi nghĩ là chắc nhiều người trong anh chị em nghe tôi nói là biết liền. Đó chính là chương trình của chúng ta. Thưa anh chị em, chương trình buổi tối thứ tư phát vào lúc 8:20 mỗi buổi tối thứ tư. Có nhiều người không phải là họ không biết, có nhiều người không phải là họ không xem, có nhiều người không phải là họ không nghe. Họ có biết, họ có xem, họ có nghe, nhưng mà họ đã từ chối cơ hội mà Chúa đem đến hết lần này tới lần khác. Và không chỉ có tối thứ tư, còn sáng Chủ nhật nữa. Thì Chúa Trời tiếp tục đem cơ hội đến. Ngài cảm động lòng chúng tôi và chúng tôi tiếp tục phát livestream vào sáng Chủ nhật. Và thậm chí sau này có thể là tối thứ sáu nữa. Được phát trực tiếp trên Facebook và sau đó được up lên YouTube. Và thậm chí chúng tôi có thể dùng bất cứ hình thức nào để có thể truyền lời Chúa đến cho càng nhiều người càng tốt. Và họ không biết rằng mỗi một lời kêu gọi của tôi đối với những anh chị em tham gia chương trình, anh chị em ơi, chúng ta hãy share ra, hãy share chương trình này ra để có nhiều người nhìn thấy chương trình này, để có nhiều người có cơ hội lắng nghe lời Chúa, được cứu, được giải phóng, được chữa lành và được phước. Thậm chí từng lời mà chúng tôi kêu gọi anh chị em share là một cơ hội mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Mỗi một tối tớ thật của Chúa mà Ngài gửi vào trong thế giới này là một cơ hội lớn lao. Mỗi một cơ đốc nhân thật mà Chúa gửi vào trong thế giới này là một cơ hội lớn lao. Mỗi một quyển kinh thánh là một cơ hội. Mỗi một quyển chứng đạo đơn là một cơ hội. Mỗi một buổi truyền giảng là một cơ hội. Mỗi một cái buổi gặp mặt mà trong đó có những cơ đốc nhân muốn chia sẻ về Chúa, đó là một cơ hội. Thưa anh chị em, hoặc là mỗi một cái quyển sách mà một tôi tớ Chúa nào đó viết ra, và quyển sách đó là quyển sách mà viết dựa trên nền tảng của Kinh Thánh để đem con người ta đến đức tin, đó là một cơ hội. Mỗi một bộ phim, mỗi một cuốn phim cơ đốc là những cuốn phim với mục đích là để giới thiệu về Chúa Giê-xu, để giới thiệu về đức tin cơ đốc. Thưa anh chị em, đó là một cơ hội. Mỗi một bài hát ca ngợi Chúa, mỗi một bài hát công bố đức tin của người cơ đốc, đó là một cơ hội. Và mỗi một phép lạ chữa lành xảy ra ở trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Giê-xu Christ, dựa trên nền tảng lời lời Chúa Trời ở nơi nào đó, trước mắt những con người nào đó, là một cơ hội lớn lao mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Vậy mà có quá nhiều người họ đã từ chối hết lần này đến lần khác những cơ hội mà Đức Chúa Trời gửi đến. Kết quả là gì? Đời sống của họ cứ tiếp tục chìm ngập trong tội lỗi, trong sự gian ác. Kết quả là gì? Họ tiếp tục chìm ngập ở trong sự nghiện ngập thuốc lá, nghiện ngập rượu bia, nghiện ngập ma túy, nghiện ngập tình dục vô luân, nghiện ngập tiền bạc, danh vọng hảo của đời này, và biết bao nhiêu thú vui bất khiết tội lỗi khác. Thưa anh chị em, kết quả là gì? Đời sống họ băng hoại. Rồi họ làm cho lây lan những cái mầm mống tội lỗi đó ở trong gia đình của họ, rồi trong cái cộng đồng xã hội họ đang sống.
Và kết quả là tội lỗi cứ càng ngày càng lây lan khi người ta đã từ chối những cơ hội tuyệt vời mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Khi mà những cái khăn và áo của Phao-lô được đặt trên những người bệnh hoặc là những người bị tà linh ám hại, thì Kinh Thánh chép rằng khăn và áo của Phao-lô đặt ở trên họ, họ cũng được chữa lành, họ cũng được giải phóng nữa. Khi mà cái bóng của Phi-rơ đi ngang qua người bệnh cũng được chữa lành nữa. Cái bóng của Phi-rơ đi ngang qua cái người cần được giải cứu, người cần được giải cứu cũng được giải cứu nữa. Anh chị em ơi, khăn và áo của Phao-lô, cái bóng của Phi-rơ cũng là những cơ hội lớn lao mà Chúa gửi vào trong thế giới này. Vậy mà trong thời của các sứ đồ đó, có nhiều người đã chứng kiến điều đó, nhưng mà họ không những không mở lòng ra để tin, họ không những không chịu mở lòng ra để đầu phục Chúa, mà họ còn chống đối dữ dội hơn, bắt bớ dữ dội hơn, tàn hại dữ dội hơn nữa anh chị. Các thầy thông giáo và người Pharisee, những người Do Thái giáo quá khích, những cái người mà theo cái e, theo cái kiểu của các thầy thông giáo và người Pharisee đó, họ càng chứng kiến lời Chúa được công bố mạnh mẽ, họ càng chứng kiến những phép lạ dấu kỳ tuyệt vời cặp theo lời của Chúa, thì họ càng chống đối, họ càng bắt bớ. Họ làm cho những tôi tớ của Chúa gặp biết bao nhiêu là khó khăn và trở ngại. Họ làm cho hội thánh của Chúa gặp biết bao nhiêu là trắc trở. Nhưng mà anh chị em ơi, họ không bao giờ có thể thành công được. Họ không bao giờ có thể làm gì được hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ có thể làm gì được những con người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ có thể làm gì được những con người thật sự có đức tin một cách xác quyết nơi Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Tôi còn nhớ một cái điều mà phải gọi là dở khóc dở cười đã từng xảy ra ở trên đất Quảng Nam những ngày tháng mà tôi còn phục vụ Chúa ở đó. Cũng ở trong một dịp Tết nọ, cách đây nhiều năm, có một phép lạ rất là lớn lao đã xảy ra ở trong một ngày. Tôi còn nhớ cái ngày đó là cái ngày mà nó sát cái ngày sinh nhật của tôi. Ngày sinh nhật của tôi là ngày 14 tháng 2. Và ngay sau ngày đó thì phép lạ xảy ra bên trên. Lúc bấy giờ, vào buổi sáng có 5 người câm điếc bẩm sinh được chữa lành ở trong sự chứng kiến của nhiều tín hữu. Và chiều họ đem thêm 5 người nữa đến. Và tất cả những người đó là trong cái hội người câm điếc gì đó, họ đem tới. Và buổi chiều có 5 người câm điếc bẩm sinh khác được chữa lành. Thưa anh chị, phép lạ xảy ra rất là lớn lao. Ngày hôm đó tôi vui mừng không xiết kể. Và tôi cứ nghĩ rằng với những điều mà Đức Chúa Trời làm thì chắc là cái vùng đất này tất cả mọi người sẽ mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Anh chị em biết không? Không phải chỉ có những phép lạ đó đâu. Rất là nhiều phép lạ khác đã xảy ra trên mảnh đất đó. Nhưng mà những con người sống trên mảnh đất đó, họ cứ trơ trơ như đá vậy đó. Họ không tin, họ không muốn tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Trời cố để đem đến cho họ. Ngay sau khi cái sự việc mà 10 người câm điếc bẩm sinh được chữa lành ở tại Quảng Nam xảy ra đó, anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Những cái người hàng xóm của chúng tôi, những người chưa tin Chúa, những người mà biết cái chuyện đó xảy ra đó, thì họ gọi điện thoại để báo công an. Và sau đó thì chúng tôi được mời lên, vì công an nói rằng có những người báo là các anh đã gây mất trật tự ở nơi công cộng. Trong khi đó nhậu nhẹt say xỉn, hát karaoke, la hét ỏm tỏi cả đêm thì không ai nói đến hết. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đang đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời để công bố phúc âm cứu rỗi, và Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ làm phép lạ lớn lao. Người ta không muốn tiếp nhận mà người ta cho rằng đó là mất trật tự nơi công cộng, và người ta báo công an để công an làm việc với chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi trình bày với công an, và cuối cùng công an hiểu ra là cái đó chả phải là mất trật tự nơi công cộng gì cả. Chúng tôi chẳng có làm cái điều gì sai trật cả. Và cuối cùng thì công an cũng không làm khó dễ gì với chúng tôi trong cái lần đó. Và chúng tôi trở về một cách bình an. Thưa anh chị em, có rất là nhiều cái điều tương tự như vậy xảy ra trong suốt quá trình chúng tôi
làm công việc của Chúa thưa anh chị em. Có những người tiếp nhận Chúa Jesus Christ, nhưng mà cũng có rất là nhiều người cứ khước từ hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác thưa anh chị em. Đó là những con người chưa tin Chúa trong thế giới này. Nhưng mà có một nhóm đối tượng khác mà chúng tôi muốn nói đến. Đó là những đối tượng mà họ nhận mình là những người tin Chúa. Họ nhận rằng họ là những cơ đốc nhân thật. Họ tự nhận họ là mục sư, là truyền đạo. Nhưng mà anh chị em ơi, rất là lạ là họ không muốn đón nhận những điều mà Chúa làm, là những điều rất là kỳ diệu, những điều rất là tuyệt vời, những điều mà những con người nhận thức được phải ngửa mặt lên trời mà nói hallelujah, tạ ơn Chúa, Chúa ơi, Ngài thật là tốt lành. Có rất là nhiều lần mà chúng tôi nhận được những cái sự phản ánh từ các cá nhân và gia đình. Họ là những người bệnh nan y, có những người ung thư, có những người bị tiểu đường, có những người thì bị thoái hóa cột sống, nhiều cái triệu chứng khác nhau. Và khi họ nghe nói đến chức vụ của chúng tôi, họ đã liên lạc với chúng tôi hoặc là họ tìm đến gặp chúng tôi. Và kết quả là phép lạ xảy ra với những con người tin và khao khát đó. Họ đã mềm mại lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ đón nhận lẽ thật của Chúa và họ đón nhận những lời cầu nguyện, những lời công bố bởi đức tin của chúng tôi, và họ được chữa lành một cách siêu nhiên. Nhưng mà khi họ trở về cái địa phương của họ, họ trở về cái gọi là hội thánh của họ, và họ rất vui mừng để làm chứng lại về những công việc Đức Chúa Trời đã làm. Họ cứ tưởng là họ sẽ được hưởng ứng, họ cứ tưởng rằng mọi người sẽ hòa lòng với họ để hallelujah, để tạ ơn Chúa. Nhưng mà có một cái điều nó hoàn toàn ngoài những gì họ mong đợi xảy ra. Đó là những cái lời dèm chê, đó là những cái lời vô tín, những cái lời nghi ngờ, những lời kỳ thị, những cái lời chống đối, những lời gieo rắc những cái tư tưởng sai trật vào trong đó. Thậm chí nói, ôi, đừng có tin mấy cái đó, cái đó là tà giáo đó, đừng có tin, cái đó là tiên tri giả đó. Thưa anh chị em, đừng có tin, cái đó là nó đến từ ma quỷ đó. Những cái người đó họ không những không tin, họ không hưởng ứng, họ không cùng hòa lòng với những con người mà vừa mới nhận được phép lạ tuyệt vời của Chúa, mà họ còn cố để chống đối và cố để gieo rắc những tư tưởng băng hoại, những cái tư tưởng nghi ngờ Đức Chúa Trời, những tư tưởng nghi ngờ tôi tớ Đức Chúa Trời, nghi ngờ hội thánh thật của Đức Chúa Trời, và gieo rắc những tư tưởng chia rẽ vào trong đó. Thưa anh chị em, tôi có một lời cảnh báo cho những con người như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những cái người mà nhận mình là tôi tớ Đức Chúa Trời mà lại có một cái thái độ như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những con người mà nhận mình là cơ đốc nhân thật mà có thái độ như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những cái gọi là hội thánh mà lại có thái độ như vậy. Hãy cẩn thận. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước khi đã quá muộn. Nếu không, thì những con người như vậy, họ phải nhận những lời này của Chúa Giê-xu, là những lời mà Chúa đã nói với thành Corazin, là những lời mà Chúa đã nói với thành Bethsaida, là những lời mà Chúa đã nói với thành Capernaum. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải đọc kỹ những lời này và hãy suy nghĩ và hãy biết kính sợ Đức Chúa Trời. Khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Còn ngươi thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Anh chị em ơi, khi đọc tới cái câu cuối cùng này, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các người, thì tôi tin rằng ở địa ngục cũng có những cái mức hình phạt khác nhau. Thưa anh chị em, ở nơi trầm luân đời đời cũng có những mức hình phạt khác nhau, chứ không phải ai cũng giống như ai đâu. Thưa anh chị em, không phải bất cứ một tội nhân nào rồi cuối cùng cũng đổ đồng giống như nhau đâu. Có những con người cố tình phạm càng nhiều tội lỗi, cố tình phạm nhiều tội ác, cố tình
chống đối, cố tình phỉ báng công việc Đức Chúa Trời càng nhiều thì cái mức độ phạt sẽ càng nặng, nó sẽ rất là khủng khiếp, sẽ không phải đổ đồng cho tất cả mọi người, mà cái mức hình phạt ở nơi trầm luân đời đời đó sẽ khác nhau. Cũng như ở thiên đàng cũng vậy. Tôi tin là ở thiên đàng không phải ai lên thiên đàng cũng giống như ai đâu. Có những người được phần thưởng và có những người không được phần thưởng gì. Có những người có những phần thưởng lớn hơn người khác. Và tất cả đều phụ thuộc vào thái độ mà chúng ta sống ở trên đất này. Thưa anh chị em, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ mà chúng ta đang sống trên đất này, phụ thuộc vào cái cách chúng ta đang hành xử, chúng ta đang sống, chúng ta đang làm gì ở trên đất này. Thưa anh chị em, cho nên tôi ước ao rằng lời của Chúa nhắc nhở tôi và anh chị em để chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh lại đời sống của mình. Thưa anh chị em, vừa rồi ở trong lớp học có sự nhiễu âm, tôi đã xử lý. Các anh chị em ở trong lớp học nhớ là trong khi mà tôi đang chia sẻ lời Chúa thì anh chị em tắt micro nha. Anh chị em mở micro ra là làm nhiễu âm, nó ảnh hưởng đến mọi người đang xem livestream. Anh chị em nhớ. Thưa anh chị em, tôi suy nghĩ và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta rất là nhân từ. Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của tôi. Và Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của anh chị em. Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của quý vị. Và Đức Chúa Trời đã dùng đủ mọi cách để có thể cứu thêm những con người hư mất vào trong vương quốc của Ngài. Thưa anh chị em, cho nên tôi nói với anh chị em, cái câu hỏi số 2 mà tôi đã đặt ra lúc đầu giờ đó, theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giê-xu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như là bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau hay là một nan đề nào đó hay không? Tôi xin thưa với anh chị em là không phải. Không phải. Không có đơn giản là Chúa làm những phép lạ nó chỉ là để cất bỏ bệnh tật ra khỏi cơ thể của một ai đó. Hay là không có đơn giản là để giúp cho ai đó có thể thoát khỏi cái nợ nần về tiền bạc của họ. Không phải đơn giản là để giúp ai đó thoát khỏi cái sự áp chế, cái sự ám của một con quỷ nào đó. Không phải chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mà Ngài muốn thực hiện những phép lạ đó để có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn cuộc đời của họ. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ, tôi đã nói với anh chị em rồi, đó là một sự cứu rỗi toàn vẹn hay là trọn vẹn. Không chỉ đơn giản là chữa lành một căn bệnh để rồi có thể người ta sẽ bị bệnh lại một ngày nào đó. Không chỉ đơn giản là đuổi quỷ ra khỏi ai đó để rồi một ngày nào đó họ có thể bị nhập trở lại. Không phải chỉ đơn giản như vậy đó anh chị em. Không phải chỉ đơn giản là giúp ai đó giải quyết được nợ nần trước mắt họ rồi sau đó họ lại tiếp tục nợ nần nữa. Không, không, không. Đức Chúa Trời tuyệt vời hơn anh chị em suy nghĩ nhiều. Đức Chúa Trời tuyệt vời hơn những tưởng tượng của anh chị em nhiều. Ngài muốn cứu rỗi cuộc đời của bất cứ một con người nào trên thế giới này một cách toàn vẹn, một cách trọn vẹn. Có nghĩa là gì? Ngài muốn giải phóng họ khỏi ách thống trị của ma quỷ, khỏi những cái dây trói của tội lỗi. Giải phóng tư tưởng họ ra khỏi những tư tưởng băng hoại, ra khỏi những cái ý nghĩ, những cái quan niệm sai lầm, những cái niềm tin lệch lạc, những niềm tin không đúng đắn. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự ganh ghét, đố kỵ. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự lo lắng, khỏi những sự sợ hãi. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự dâm dục, những cái sự vô luân về đạo đức khác nhau. Thưa anh chị em. Và Ngài cũng muốn chữa lành tất cả mọi bệnh tật, ốm đau trong từng cơ thể của từng con người. Ngài muốn làm điều đó, thưa anh chị em. Ngài muốn làm điều đó, nhưng mà trước hết, chúng ta cần phải nhận biết Ngài. Và khi chúng ta thật sự nhận biết Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời khôn ngoan, Đức Chúa Trời tuyệt vời, Đức Chúa Trời tốt lành, thì lúc đó chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng ồ, con người của mình quá tội lỗi. Và mình cần phải hạ mình xuống trước mặt Ngài, ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường tà để bước vào trong những nẻo công chính của Chúa để đời sống mình được biến đổi. Trước hết,
Khi một người ăn năn, người đó sẽ có được tấm vé đi vào trong thiên đàng. Đó là điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Tôi nói theo ngôn ngữ hiện đại như vậy, một tấm vé. Thưa anh chị em, khi một người ăn năn tội lỗi của mình và mở lòng mở miệng ra công bố tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì người đó sẽ nhận được cái điều đầu tiên là điều quý giá nhất, đó là tấm vé để được vào thiên đàng. Khi người đó chết đi về phần xác, người đó sẽ không đi vào nơi trầm luân đời đời, mà người đó sẽ bước vào trong cõi vĩnh hằng, là nơi có sự hiện diện tốt lành của Đức Chúa Trời, là nơi mà Đức Chúa Trời ngự, không phải là nơi của sự hình phạt, không phải là nơi khóc lóc nghiến răng, không phải là nơi hôi thối rác rưởi, không phải là nơi đau đớn và thống khổ. Đó là điều đầu tiên thưa anh chị em. Và trong những ngày tháng mà họ còn sống trên đất thì họ sẽ có thể kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống họ. Nếu họ bị quỷ ám thì Chúa có thể giải phóng họ ra khỏi ma quỷ. Nếu họ có những tội lỗi vương vấn trong đời sống họ thì thông qua lời của Chúa, Chúa sẽ thanh tẩy họ. Chúa sẽ tống khứ tất cả những cái tư tưởng, những quan niệm sai lầm tội lỗi ra khỏi họ và thay thế bằng những tư tưởng tốt đẹp của Ngài, những tư tưởng trong sạch, lành mạnh, thánh khiết. Hallelujah. Và nếu họ bệnh tật, ốm đau, thậm chí bệnh nan y, Chúa hoàn toàn có thể loại bỏ những căn bệnh nan y đó ra khỏi cơ thể của họ một cách siêu nhiên, và Ngài thay thế bằng sức khỏe thiên thượng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi là một nhân chứng sống về những điều tôi nói từ hồi nãy tới giờ. Và có rất là nhiều anh chị em là những cái đó nhân thật ở khắp nơi trên thế giới là những nhân chứng sống. Tôi không biết có bao nhiêu người đang theo dõi chương trình này là những người chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu, là những người thường hay tham gia vào những việc mê tín dị đoan, và đặc biệt là trong những cái dịp Tết như thế này. Có quá nhiều cái điều mê tín dị đoan mà người ta đang thực hiện, anh chị em. Nào là 23 thì đưa ông Táo về trời. Ngày xưa thì có cái bếp lò người ta gọi là ông Táo. Rồi cái bếp mà nấu củi, nấu than rồi đó. Rồi ông Táo. Rồi sau này có mấy bếp trấu gì đó. Rồi than tổ ong gì đó. Rồi bây giờ thì chỉ có bếp ga, rồi bếp điện từ, bếp điện và nhiều cái loại bếp hiện đại khác. Tôi cũng không biết là bây giờ là ông táo của họ nó trở thành ông Táo kiểu gì, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy đi ra ngoài chợ gần chỗ nhà chúng tôi, thấy người ta bán cá chép rồi quá chừng luôn, bán rồi người ta bu lại, người ta mua như tôm tươi rồi đi thả mấy con cá chép đó ra, nói rồi họ nói là mấy con cá chép đó là đưa ông Táo về trời gì đó, rồi đủ thứ chuyện hết. Rồi những ngày Tết thì đủ thứ cái loại cúng bái khác nhau hết. Riêng ở bên nhà nội của chúng tôi đó thì có những người cô họ chưa tin Chúa, và thậm chí các cô của tôi thì không có gia đình. Và một trong những cái lý do mà họ không có gia đình đó là họ phải lo cái chuyện thờ cúng. Tại vì nếu họ không thờ cúng thì không có ai thờ cúng hết, đó anh chị em. Vừa rồi vợ tôi đi qua thăm và tặng quà cho các cô, thì nghe các cô nói là Tết năm nay mệt quá, bây giờ cũng không nổi nữa, cho nên là khấn vái với ông bà gì đó, tổ tiên xin là cho cúng bớt lại. Ví dụ ngày xưa là cúng 5-6 lần gì đó ở trong mấy ngày Tết, thì bây giờ bớt lại còn 1-2 lần gì đó. Thì phải nói là suy nghĩ thấy thương họ vô cùng. Nhưng mà phải nói là có đôi khi mình suy nghĩ mình cũng cảm thấy rất là bực mình. Tại vì họ cứ khước từ cơ hội mà Chúa đem đến hết lần này tới lần khác, thưa anh chị em. Và rất là nhiều người như vậy, họ cứ chìm ngập ở trong mê tín dị đoan, trong khi đó bệnh tật quanh năm suốt tháng. Có những người thân của chúng tôi chưa tin Chúa mà chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng về họ. Cứ thỉnh thoảng là phải nhập viện, rồi uống thuốc thì quanh năm, cột sống hầu như ai cũng thoái hóa hết. Ở trong cái gọi là cái bộ đồ lòng thì không có cái nào gọi là khỏe mạnh hết.
cái nào dường như nó cũng nát bét hết rồi. Thưa anh chị em, cuộc sống khổ sở, không dám rời khỏi những cái bàn thờ, đi đâu cũng không dám đi. Nhiều khi chúng tôi muốn mời họ qua nhà chơi để nấu cho họ những món ăn ngon, nhiều khi chúng tôi muốn mời họ đi đến một cái nơi nào đó cho thoải mái, họ cũng không dám đi nữa. Tại vì họ sợ là phải rời khỏi mấy cái bàn thờ đó, không ai cúng, để cho bàn thờ lạnh lẽo. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu mà chúng ta thật sự nhìn vào trong cái vấn đề này, để chúng ta suy xét cho ra ngô ra khoai, thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ sớm nhận ra rằng tất cả những điều đó là mê tín dị đoan thôi. Làm sao mà người chết có thể trở về dương thế để mà ăn những thức ăn mà chúng ta cúng được, đúng không anh chị em? Rõ ràng là những cái người mà cúng rồi cuối cùng là dọn ra, những người sống ăn với nhau, những người chết có ăn được cái gì đâu. Mà nếu như mà dọn ra mà tự nhiên thức ăn biến mất, chắc nguyên một đám người sống nó ngã là xỉu hết, sợ quá mà. Anh chị em thấy điều đó không? Rồi người ta đôi khi làm đám giỗ, đám quẩy thiệt là lớn. Và có những cái vùng quê mà tôi đã từng biết những cái tập tục của họ, là khi họ làm một cái đám giỗ, có đôi khi họ làm một cái đám giỗ kéo dài đến 3 ngày. Và nếu mà có một bầy vịt, họ giết sạch hết bầy vịt đó. Nếu có một bầy heo, họ giết sạch hết bầy heo đó. Hay là bò gì đó, họ giết sạch, họ đãi tất cả bà con hàng xóm láng giềng trong vòng 3 ngày ròng rã như vậy. Mà trong khi họ không phải giàu có gì đâu, họ sống nhờ mấy con đó đó, đó là kinh tế của họ. Thì bây giờ họ phải giết sạch. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Tại sao mà chú thím đang khó khăn vậy mà phải làm vậy? Mà cái gì mà đám giỗ mà làm tới 3 ngày ròng rã dữ vậy? Họ nói là phải làm vậy chứ phải lẻ con ơi. Phải làm vậy đó, tại vì quanh năm người này người kia mời mình, giờ mình mời ông lại con nó kỳ đó, cho nên mình phải làm vậy để cho mà coi được. Anh chị em thấy không? Tất cả những cái đó là những cái suy nghĩ rất là sai lầm, rất là lệch lạc. Và sau 3 ngày đám giỗ đó, chuyện gì xảy ra? Họ rơi vào sự khó khăn, thiếu thốn, họ rơi vào sự nợ nần. Anh chị em thấy rằng nội trong những cái ngày Tết, ở trong cái dịp Tết này thôi, thì tôi nói với anh chị em rằng một cái số tiền khổng lồ bị đốt đi mỗi ngày. Bằng cách nào? Tôi nói riêng vấn đề đốt vàng mã thôi. Riêng vấn đề đốt vàng mã thôi anh chị em ạ. Anh chị em biết rằng người ta làm những cái vàng mã, rồi thậm chí người ta làm nhà lầu, xe hơi, rồi xe hơi, thậm chí những xe mà gọi là hiệu xịn như là Mercedes, hay là những cái hiệu như Rolls Royce, hay là những cái gì đó sang trọng hơn nữa, rồi siêu xe này siêu xe nọ. Tôi không có biết nhiều quá về xe hơi, tôi biết một số cái như vậy đó, rồi Lexus gì đó, rồi nhà lầu bao nhiêu tầng đó, rồi thậm chí là làm quần áo mới, đủ thứ. Rồi họ đốt, họ với cái niềm tin là khi họ đốt cái đó thì những cái vật chất đó giống như là đồ thiệt á, nó được gửi xuống địa ngục âm phủ gì đó để cho những cái người thân của họ xài, khỏi phải thiếu thốn khó khăn. Anh chị em nghĩ đi, cứ một người suy nghĩ, thật sự tôi cảm thấy rất là tức cười với những cái suy nghĩ như vậy. Tại sao người ta có thể suy nghĩ như vậy được, những cái điều nhảm nhí như vậy mà người ta có thể tin? Trong khi đó, lời Đức Chúa Trời rõ ràng, trong sáng, lời Đức Chúa Trời rất là hợp lý. Lời Đức Chúa Trời đầy dẫy sự khôn ngoan trong đó. Và không phải là tôi là một cơ đốc nhân mà tôi nói điều này, cũng không phải tôi là một sư mà tôi nói điều này, mà chính những cái người bên ngoài là những người mà không phải là cứng cỏi, không phải là những con người kiêu ngạo mà khước từ cơ hội Chúa đem đến đó, thì họ đã làm chứng lại với chúng tôi. Rất là nhiều người là những người trước đây chưa tin Chúa đã theo dõi chương trình này. Họ chỉ nghe những bài giảng của chúng tôi qua mạng internet thôi, nhưng mà họ đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và thậm chí có những người được chữa lành ngay tại chỗ trong khi họ nghe giảng. Thật sự là như vậy. Và gần đây nhất là một cái người phụ nữ ở bên Mỹ được chữa lành. Và sau những năm tháng không thể ngủ được, sau những năm tháng mệt mỏi về bệnh tật, sau những năm tháng bị trầm cảm, bị stress, thì bây giờ được tự do hoàn toàn. Và hiện giờ tôi tin rằng người đó đang theo dõi chương trình này. Bởi vì trước khi bước vào chương trình này, tôi thấy người đó có một cái comment là giống như thể hiện là cái lòng khao khát và chờ đợi cái chương trình này. Trước đây qua năm suốt tháng thờ cúng nhà toàn là hình tượng, mê tín dị đoan, tôi không biết là đốt biết bao nhiêu tiền vô mấy cái vàng mã đó. Bây giờ thì họ đã lắng nghe lời của Chúa, họ nắm lấy cơ hội mà Chúa đem đến, và họ được cứu rỗi, họ được chữa lành, họ được giải phóng. Tư tưởng của họ được thanh tẩy khỏi những cái điều ô uế,
và rồi con trai của người đó cũng bắt đầu nhận được sự đụng chạm quyền năng của Chúa nữa. Và người đó nói rằng sẽ sắp xếp trong thời gian sớm nhất để về Việt Nam và sẽ đến Hội Thánh HTS để gặp chúng tôi, và mong muốn là mẹ con sẽ nhận, hai mẹ con sẽ nhận cái phép báp têm ngay tại Hội Thánh HTS. Một người khác thì ở tại Hàn Quốc. Thầy bói nói là sắp tới là sẽ có đại họa giáng đến, sau quả tạ hay là cái gì đó đến, bởi vì cái tháng đó là tháng tuổi, năm tuổi gì đó. Sợ quá. Nhưng mà cảm ơn Chúa nghe được chương trình này. Và đây chính là cơ hội Đức Chúa Trời đem đến, người đó nắm lấy, người đó tin cậy và gọi điện cho chúng tôi nói là: "Ôi mục sư ơi, tôi chưa bao giờ nghe lời của Chúa, nhưng mà ngay lần đầu tiên tôi nghe thì tôi đã có một cái sự nhận thức, có một sự cảm nhận rằng lời của Chúa thật sự rất là hay, rất là bổ ích, lời của Chúa rất là hợp lý, rất là thực tế." Và người đó đã tin. Và khi cái tháng mà thầy bói nói là cái tháng tuổi, năm tuổi gì đó đến, đại họa đến đó, trôi qua một cách êm đềm, bình an, không có bất cứ một điều gì xảy ra cả. Có rất là nhiều người đã nắm lấy cơ hội của Chúa bằng cách nghe những cái lời giảng qua chương trình của chúng ta tại nơi này. Và nhiều người đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Có những đảng viên, có những người đã làm việc ở trong những cái cơ quan của nhà nước, đã tiếp nhận Chúa. Hallelujah. Họ kinh nghiệm sự cứu rỗi, sự giải phóng, sự chữa lành. Nhưng mà còn có biết bao nhiêu người khác vẫn cứ lầm lũi, vẫn cứ tiếp tục lấy tiền thật đi mua tiền giả, lấy tiền thật đi mua những cái giấy người ta làm hình này hình nọ, thậm chí có những cái mô hình theo cái kiểu vàng mã đó mà giá của nó thậm chí là tính bằng chục triệu chứ không phải là trăm ngàn hay là vài triệu nữa, thưa anh chị em. Có những cái mà chúng tôi biết là nó làm rất là công phu và mắc tiền, người ta dám mua những cái đó để người ta đốt với một cái niềm tin không căn cứ gì cả, một cái niềm tin mà thật sự nếu một người nào thật sự là trí thức thật á, người thật sự hiểu biết, nghe một cái là phải bật cười, không thể chịu nổi. Vậy mà thật ra có nhiều người trong giới trí thức vẫn cứ lầm lũi để làm những điều đó. Chúng tôi đi qua những đường phố của Đà Nẵng và chúng tôi để ý, kể cả trước những phòng mạch của các bác sĩ vào những cái ngày gì mà ta gọi là cúng cô hồn gì đó. Ôi anh chị em ơi, bác sĩ, kỹ sư hay là dân thường gì cũng vậy, đi mua ba cái bánh mà rẻ tiền không ai dám ăn đó, rồi bắt đầu cúng, rồi hất đầy những cái đường phố. Và nhiều đường phố khác trong những thành phố khác, nhưng trong những làng quê khác cũng tương tự cảnh như vậy. Và tôi đang nói về một cái thành phố đẹp đẽ như vậy, văn minh như vậy, nhưng mà lại có những cái việc chẳng văn minh chút xíu nào cả. Anh chị em thấy không? Rồi quăng ra để làm gì? Để cúng ma, cúng quỷ, cúng cô hồn. Và cuối cùng thì những người quét dọn rác thì phải quét rất là nhiều để dọn dẹp những cái rác đó. Và cái mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Những người khách nước ngoài qua thấy, ủa sao mà thành phố sao mà đầy rác, sao bánh kẹo quăng tùm lum tà la hết. Rồi có những cái đứa bé hoặc là những người mà họ không ý thức, họ không có được cái lòng tự trọng, thì họ nhào vô, thậm chí nhiều người còn giật cô hồn, giật những cái thứ đó. Và người ta coi mấy cái người đó là giống như là đại diện cho cô hồn tới giật những thứ đó, làm cho hạ đi cái phẩm cách của con người, hạ đi cái giá trị của con người. Có người đang tự hạ thấp giá trị của mình và chà đạp lẫn nhau. Nhưng mà dân mình lại không biết điều đó. Nhiều người vẫn cứng đầu, cứng cổ, vẫn cứ đi trong cái con đường tối tăm của mình. Thật là đáng tiếc anh chị em. Tôi ước ao gì có những người xem chương trình này là những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, nhưng mà biết suy nghĩ và thấy những điều chúng tôi nói là hợp lý, từ bỏ đi những cái điều đó. Thưa anh chị em, cũng như cái vấn đề lì xì tôi nói, có nhiều thứ lắm. Kể cả cái chuyện lì xì tưởng chừng như là vô hại, nhưng anh chị em hãy suy nghĩ đi, cuối cùng nó là một cái hủ tục, nó đem làm cái gánh nặng cho đời sống chúng ta, đem lại gánh nặng cho xã hội. Có biết bao nhiêu cái điều tiêu cực đã được thực hiện thông qua cái hình thức là lì xì này. Có đúng như vậy không? Rất là khổ sở. Tôi còn nhớ ngày xưa, ba của tôi, ngày xưa nhà tôi nghèo, tôi nhớ rất là rõ. Ba của tôi là người rất là sợ Tết. Thầy Phạm Hoài Bảo bây giờ đấy. Ngày xưa nhà chúng tôi nghèo. Thời đó, thời chúng tôi đi ở trong cái truyền thống loài người, trong tôn giáo, chúng tôi không có kinh nghiệm cái ơn phước lớn lao của Chúa như bây giờ. Nhà chúng tôi nghèo. Tôi còn nhớ là lúc bấy giờ là ba tôi phải đào một cái hố và bắt đầu lấy rơm trộn với sình, bắt đầu làm một cái khung tre, rồi bắt đầu mới lấy mấy cái
rơm trộn với sình đó mới đầu đặt lên cái khung tre đó, mới vuốt vuốt làm cái vách nhà, rồi sau đó mua lá về lợp nhà. Chúng tôi ở nhà ở trên là lá, còn xung quanh vách đó, đó là sình trộn với rơm cho anh chị em, còn ở dưới là nền đất. Đi nhiều cái nó có cục vậy đó, cái người ta trong vùng đó họ kêu cái đó là rồng chạy. Thì cái thời lúc bây giờ tôi còn nhớ là ba của tôi rất sợ Tết. Lý do tại sao sợ Tết? Ba tôi không có tiền, nhà nghèo mà. Ba tôi sợ phải đi gặp người này người kia, rồi người ta lì xì cho con mình không có tiền lì xì lại. Ba tôi thì lại không có thích cái chuyện mà có nhiều người lì xì, xong bắt đầu mới mở cái bao lì xì ra, rồi cái thấy người ta lì xì nhiều cái lì xì lại, cái đưa qua đưa lại vậy đó. Ba tôi không có thích cái đó. Ba tôi là người có lòng tự trọng, cho nên là những cái ngày Tết là những ngày mà ông ấy chẳng thích chút xíu nào. Ông ấy chỉ ở nhà thôi, không có đi ra đường, bởi vì không có muốn mình đối diện với những cái tình huống khó xử như vậy. Cảm thấy đó là một cái gánh nặng, nó làm gây trở ngại cho mình rất là nhiều. Bởi vì ở trong thực tế là gì, khi đi ra mà không có tiền để lì xì cho người khác thì người ta tỏ cái thái độ khinh bỉ. Thật sự nó như vậy, ngay giữa vòng những người thân bà con vẫn có những cái người mà tỏ thái độ khinh bỉ ba tôi ra mặt vào trong lúc đó. Vào lúc đó họ nhìn có nhiều đứa cháu thì thậm chí biểu môi nói bác bảo kêu mấy người khác lì xì, bác bảo không lì xì, thật ra có tiền đâu lì xì. Đó là sự thật anh chị em, ngay trong gia đình chúng tôi chứng kiến. Rồi còn tôi thì nếu mà đi ra mà được lì xì bao nhiêu thì tôi lấy, tôi chạy đánh bầu cua tôm cá, rồi đánh bài cào gì, rồi thua sạch hết thôi anh chị em. Nó chẳng có đem lại một điều gì tốt đẹp cả. Và tôi tin rằng nếu anh chị em thật sự công tâm suy nghĩ, anh chị em sẽ thấy điều đó là đúng. Và chúng ta đừng có thỏa hiệp với thế gian này về những cái điều sai trật. Có nhiều người vì sợ áp lực của đám đông, biết là sai mà vẫn cứ làm, vì sợ mình không làm người ta nói. Có nhiều người biết là nhậu nhẹt là sai nhưng vẫn cứ nhậu nhẹt, vì sợ không nhậu thì bạn bè mình nói. Có nhiều người biết là hút thuốc lá là sai, vẫn cứ hút bởi vì không hút với bạn bè thì bạn bè mình nghỉ chơi với mình. Có nhiều người biết là cờ bạc là sai nhưng mà vẫn cứ đánh cờ bạc với bạn bè của mình vì sợ bạn bè nói mình không hòa đồng, vân vân, đủ thứ cái. Tôi nói với anh chị em, những người nào thật sự tin cậy Chúa thì phải biết đặt cái sự kính sợ Đức Chúa Trời là hàng đầu. Chúng ta không thể coi bạn bè của mình hơn Đức Chúa Trời của mình được. Chúng ta không thể nào coi những người bà con dòng họ của mình hay là bất cứ một con người nào hơn Đức Chúa Trời của mình được. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩ đại cao cả nhất. Ngài là đấng nắm cái chìa khóa vào trong thiên đàng. Ngài là đấng nắm chìa khóa sức khỏe của chúng ta. Ngài là đấng nắm chìa khóa của tất cả mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Và nếu chúng ta thật sự yêu mến, kính sợ Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài, chúng ta sẽ là những con người thành đạt. Chúng ta sẽ là những con người đắc thắng. Và chúng ta sẽ trở nên giải pháp, trở nên công cụ của Đức Chúa Trời để đem đến sự cứu giúp một cách hữu hiệu, thiết thực cho thế giới này. Mỗi một năm như vậy, nếu mà cái dân Việt Nam này cũng như là những cái dân nào tương tự như dân Việt Nam mà ngưng cái việc đốt vàng mã lại thì hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được tiết kiệm và sẽ được giúp đỡ cho biết bao nhiêu người mồ côi, biết bao nhiêu người cơ nhỡ, biết bao nhiêu người già neo đơn, biết bao nhiêu người đang khốn khổ ở khắp mọi nơi thôi anh chị. Riêng việc đốt vàng mã tôi chưa nói đến những cái mâm cúng, tôi chưa nói đến những cái phong bì mà cho mấy cái ông này ông kia tụng niệm, tôi chưa nói. Riêng việc đốt vàng mã thôi, anh chị thử tính mà xem, nhất là những người thờ cúng thử làm con tính mà xem. Dân số Việt Nam bây giờ hơn 95 triệu người, hơn 95 triệu người, anh chị em nghĩ đi. Và hầu hết là những người đang làm những chuyện mê tín dị đoan đó. Và mỗi một gia đình ở trong một dịp Tết thôi cho đốt vàng mã một lần thôi, tôi cho là đốt những cái đó, tôi không tính mấy cúng bái khác, tôi cho là 100.000 thôi. Anh chị em nhân lên đi, con số khủng khiếp không? Thử làm một phép toán với tôi đi, anh chị em sẽ thấy là con số vô cùng lớn. Đó là tôi nói là nói chơi, nói với một cái con số nhỏ nhất thôi để mà cho anh chị em thấy con số tối thiểu đó. Chứ thật ra thì một dịp Tết như vậy, người ta bỏ biết bao nhiêu. Tôi nói với anh chị ít nhất là tiền triệu vào trong mấy cái chuyện cúng bái đó, vào trong mấy cái mê tín dị đoan, là chưa kể là đi xem bói, xem quẻ, đi thầy đồng, thầy cốt gì, thầy ứng gì, đủ kiểu hết, nhiều thứ lắm anh chị em. Rồi nhiều người là phải từ
bắt đi vào trong tận miền Nam, đi xuống tận miền Tây, đến chùa Bà Chúa Xứ đi đâu đó, bỏ rồi biết bao nhiêu tiền tàu, tiền xe, rồi bao nhiêu tiền cúng bái, đủ thứ chuyện hết. Nếu như những cái số tiền dành cho những việc mê tín dị đoan đó mà được đầu tư vào trong những công tác từ thiện xã hội, thì tôi nói với anh chị em rằng cái chuyện xóa đói giảm nghèo là chuyện nhỏ. Tại sao những đất nước phương Tây, những đất nước mà thờ phượng Đức Chúa Trời họ giàu có? Tôi chưa nói đến những sự ban phước của Đức Chúa Trời. Tôi chưa nói đến những cái đường lối chính sách hợp lý làm kinh tế. Tôi chưa nói. Tôi chỉ mới nói đến cái chuyện mà tiết kiệm thôi thì người ta đã giàu rồi. Đúng không chị em? Người ta tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền bạc vật chất. Người ta không có đốt vàng mã, người ta không có thắp nhang, người ta không có cúng cái này, cúng cái kia, không có đi xem bói, xem quẻ, người ta không có đi thầy đồng, thầy cốt. Rồi, cái người mà đã qua đời rồi thì họ làm một cách rất là trang trọng, văn minh mà không tốn kém. Đi vào trong cái nghĩa trang, tôi đi qua Mỹ tôi thấy cái nghĩa trang của họ nhìn giống như cái công viên, rất là dễ thương, đẹp. Tất cả những cái ngôi mộ đó, những cái bia mộ nó bằng nhau, nhỏ chút xíu thôi. Và trên mỗi một cái bia mộ đó có một cái khóm hoa rất là đẹp mà mọi người đều bằng nhau hết. Anh chị em thấy không? Chết rồi người ta vẫn thể hiện cái sự công bằng. Mọi người như nhau hết, người giàu như người nghèo, người mà đã từng có địa vị trong xã hội cũng như người không có địa vị trong xã hội, tất cả chết rồi đi vào trong những nơi đó như nhau hết, mà nó rất là đẹp, nhìn nó tuyệt vời vô cùng. Còn ở Việt Nam anh chị em đi vô mấy cái nghĩa trang, anh chị em thấy ôi cái nhà nào giàu xây kim tỉnh thiệt là lớn, thậm chí làm luôn cái mái che. Có những cái nhà nghèo quá thì có một cái tấm bia đơn giản thôi. Thậm chí có những người mà họ nghèo đến nỗi mà họ không có một tấm bia, mà chỉ là một cái nắm đất người ta đắp lên thôi, rồi những cái người nhà giàu đó đi đạp. Tôi chứng kiến điều đó mà. Hơn những lúc mà chúng tôi đi chăm sóc những cái ngôi mộ của những người thân chúng tôi để trồng hoa, làm cỏ, trồng hoa để làm cho cái khuôn viên nó đẹp đẽ, thì chúng tôi chứng kiến đó, người ta dẫm đạp lên những cái ngôi mộ của những người nghèo đó, những cái nắm đất đó bị dẫm đạp đi rồi sau này nó bị san bằng lúc nào luôn. Và những cái người nhà giàu thì cố làm cho càng ngày càng lớn. Để làm gì? Để làm gì? Ngay trong một cái nghĩa trang mà đã thấy một cái sự phân biệt đối xử, đã thấy một cái sự mà không có công bằng. Anh chị em thấy rõ ràng điều đó. Nó làm cho không có đẹp đẽ, nó bát nháo, nó tùm lum tà la hết. Cho nên trong cái dịp Tết này là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ về cơ hội và sự phán xét. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho đất nước này, cho dân tộc này. Đức Chúa Trời đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho thế giới này. Nhưng còn mà có bao nhiêu người đã bằng lòng hạ mình xuống, từ bỏ sự kiêu ngạo của mình để nắm lấy cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến. Những người ngư phủ, những người đánh cá có bao giờ dừng lại và suy nghĩ, ủa, ai đã tạo ra biển cả? Ai đã tạo ra tôm cá? Ai đã tạo ra mực? Ai đã tạo ra biết bao nhiêu hải sản phong phú ở dưới lòng biển để cho mình có thể đánh bắt? Rồi khi đánh bắt lên được rồi thì lại đi cúng, đi thờ những bức tượng. Rồi thậm chí những cái con cá ông, con cá gì đó to nó chết trôi giạt vào bờ thì lại cho là linh thiêng, rồi đem dựng tượng, dựng hình, dựng miếu, dựng đền đài lên, rồi phong vương, phong hầu gì đó, rồi thờ, rồi cúng, rồi xì sụp, rực vái lại. Trong khi đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả muôn loài vạn vật và dựng nên chính loài người chúng ta, ban cho chúng ta hơi sống, ban cho chúng ta có một hình hài, cho chúng ta tất cả mọi điều tốt lành mà chúng ta đã khước từ Ngài, chúng ta chối bỏ Ngài, chúng ta không coi Ngài ra gì. Ai mà nói cái chùa nào linh, cái đền nào linh, cái miếu nào linh, ai mà nói ông nào linh, bà nào linh, là từ bất cứ một cự ly nào sẵn sàng bỏ tiền bạc, công việc, thời gian chạy đến tìm nghe, nói cái gì cũng gật tin sái cổ. Nhưng mà khi nói về Đức Chúa Trời, khi nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, khi nói về quyền năng của Đức Chúa Trời, khi nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cùng với biết bao nhiêu điều tuyệt vời trong Đức Chúa Trời, tất cả đều rõ ràng, trong sáng, tất cả đều mạch lạc và có cả dấu kỳ phép lạ cập theo những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời nữa, mà nhiều người lại không chịu tin. Anh chị em thấy lạ không? Lạ đúng không? Nói cái gì người ta cũng dễ tin hết. Nhưng mà hễ nói về Đức Chúa Trời, nói về sự cứu rỗi của Ngài,
nói về những công việc tuyệt vời của Ngài thì người ta khó tin. Tại sao? Bởi vì chính ma quỷ là những kẻ vô hình đã tìm đủ mọi cách để cản trở con người ta, để che mắt con người ta, để bịt tai con người ta, để làm cho lòng con người ta kích thích thêm cái sự kiêu ngạo, cái sự cứng cỏi, để mà con người ta từ chối đấng tạo hóa của mình. Có nhiều người nói tin Chúa bỏ ông bỏ bà. Tôi long trọng tuyên bố với tất cả anh chị em, với tất cả quý vị rằng những người nào tin Đức Chúa Trời là những người trở về với cội nguồn của mình. Và những con người đó là những người sẽ hiếu thảo với ông bà cha mẹ hơn bao giờ hết. Và cái sự hiếu thảo của họ là một sự hiếu thảo đúng đắn, hợp tình hợp lý, là một sự hiếu thảo khoa học. Bởi vì khi ông bà cha mẹ họ còn sống, họ sẽ hết lòng hiếu thảo phụng dưỡng. Họ sẽ làm những cái điều khiến cho cha mẹ của họ, ông bà của họ vui lòng. Chứ họ cũng không có đợi đến khi ông bà cha mẹ chết rồi bắt đầu cúng bái, rồi làm điều này điều nọ. Cái đó ông bà xưa nói rằng lấy vải thưa che mắt thánh mà thôi, hoặc là sống không cho ăn, chết làm cỗ tế ruồi. Chính ông bà của chúng ta trong dân gian đã từng nói những câu đó một cách đầy chua xót khi mà con cháu của họ đối xử họ tồi tệ. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều người chửi rủa, đánh đập cha mẹ, cho cha mẹ ăn mà phải tính toán từng chút một, trong khi cha mẹ nuôi cho mình lớn lên, sinh từ nhỏ rồi biết bao nhiêu bệnh tật ốm đau, phải chắc chiêu lo cho mình từng miếng cơm manh áo, vậy mà đối xử với cha mẹ không ra làm sao hết. Sau này cho cha mẹ ăn một miếng cũng chửi, làm bất cứ cái gì cho cha mẹ cũng chửi, mắng nhiếc cha mẹ không tiếc lời. Nhưng mà tới hồi chết đi thì làm đám tang hoành tráng, rồi cúng bái, làm đám giỗ lớn, làm đủ thứ hết, như là mình hiếu thảo lắm. Đó là lấy vải thưa che mắt thánh thôi. Đức Chúa Trời đã đem đến cho chúng ta cơ hội, Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua Kinh Thánh, và Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua những dấu kỳ phép lạ, để cho những con người nào được nghe, được chứng kiến, biết rằng có một Đức Chúa Trời tuyệt vời, có một đấng tạo hóa, có một đấng tối linh, có một Đức Chúa Trời vĩ đại, có một Đức Chúa Trời toàn năng, có một Đức Chúa Trời yêu thương, có một Đức Chúa Trời thành tín, có một Đức Chúa Trời khôn ngoan, có một Đức Chúa Trời đoái xem tất cả mọi người trên thế giới này và cho mọi người cơ hội bằng nhau. Và Ngài mong muốn những con người được nghe, được thấy, được chứng kiến đó, từ bỏ con đường tà, bước vào trong đường lối công chính của Ngài. Ngài mong muốn những con người đó hạ mình xuống ăn năn trước mặt Ngài, tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, để không còn ở dưới ách thống trị của ma quỷ nữa, để không còn ở trong cái sợi dây trói của tội lỗi nữa. Anh chị em, chúng tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Suốt mười mấy năm phục vụ Chúa, chúng tôi đã gặp biết bao nhiêu con người. Và chúng tôi cảm ơn Chúa bởi vì không phải ai cũng giống như những người ở tại thành Corazin. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì không phải ai cũng giống như những người ở tại thành Bethsaida. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì không phải ai cũng giống như những người ở tại thành Capernaum. Đã có rất nhiều người nắm bắt cơ hội mà Chúa đem đến và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Có những người họ chưa biết nhiều lời Chúa lắm, nhưng mà khi họ nghe chúng tôi nói những điều rất căn bản về Chúa, và rồi họ mềm mại để cho chúng tôi đặt tay trên họ và công bố sự chữa lành trên họ. Hoặc là những người ở quá xa, ở Mỹ chẳng hạn, không gặp chúng tôi được, gọi điện thoại, nghe lời Chúa, những điều rất căn bản, những điều rất đơn giản, tiếp nhận những lời ấy và để cho chúng tôi cầu nguyện và công bố qua điện thoại trong danh Chúa Giêsu Christ. Và anh chị em ơi, những người đó họ đã được cứu, họ đã được chữa lành một cách siêu nhiên. Và những con người đó hầu hết họ đều nói rằng phải chi tôi biết Chúa sớm hơn, phải chi tôi được nghe về Chúa sớm hơn, phải chi tôi tin Chúa sớm hơn. Cảm ơn Chúa. Và không có một người nào thật sự tin Chúa mà lại nói rằng mình hối hận cả. Không bao giờ có điều đó. Nếu như có ai đó mà nói mình hối hận khi tin Chúa hay là gọi là bỏ Chúa, thì tôi nói thẳng với anh chị em, đó chỉ là những con người của tôn giáo thôi. Sau khi đi vào trong cái gọi là tôn giáo tin lành rồi thấy chả có cái gì tốt đẹp cả. Mọi thứ nó cứ u như kỹ, y như cũ, không có gì tốt đẹp, chán nản, cuối cùng quay trở lại con đường xưa em đi. Chứ còn bất cứ một người nào thật sự ăn năn tin nhận Chúa thì cuộc đời họ được biến đổi. Ngay giây phút mà chúng ta hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa thì tất cả những quyền lực thống trị của ma quỷ bị bẻ gãy hoàn toàn. Như tôi vẫn thường nói,
Khi một người hạ mình xuống ăn năn và tiếp nhận Chúa, một người thật sự tin nơi dòng huyết cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá, thì tất cả mọi quyền lực ma quỷ trong họ bị bẻ gãy, mọi sự rủa xả trong đời sống của họ bị loại bỏ, mọi tội lỗi của họ được tha và mọi bệnh tật trong cơ thể họ được chữa lành. Tất cả những người nào tin thật phải là những người ăn năn thật. Và tất cả những người nào ăn năn thật thì nhất định sự cứu rỗi là của họ. Và sự cứu rỗi đó không phải là sự cứu rỗi trên một cái phương diện hẹp, mà đó là một sự cứu rỗi toàn diện, một sự cứu rỗi trọn vẹn. Sự cứu rỗi đó dành cho tâm linh của họ, sự cứu rỗi đó dành cho tâm hồn của họ, sự cứu rỗi đó dành cho cả thân thể của họ. Họ sẽ kinh nghiệm một đời sống cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Họ sẽ kinh nghiệm không chỉ là sự sống, mà là sự sống dư dật, sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa. Bất cứ ai thật sự trở nên chiên của Chúa, bất cứ ai nắm lấy cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến và trở nên chiên thật của Chúa, thì họ sẽ kinh nghiệm sự sống thật và sự sống sung mãn trong cuộc đời của họ. Còn nếu không phải vậy, thì hãy nghe đây. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Những con người nào không nắm lấy cơ hội, những con người nào từ chối những cơ hội khác nhau, dưới mọi hình thức khác nhau Đức Chúa Trời đem đến cuộc đời họ, thì họ vẫn còn tiếp tục sống trong sự cướp, giết và hủy diệt của ma quỷ. Họ không biết lúc nào tai nạn sẽ đến với họ. Họ không biết lúc nào nhà của họ sẽ bị cháy. Họ không biết lúc nào họ sẽ chết. Họ không biết lúc nào họ sẽ bệnh. Họ không biết bất cứ một sự bất trắc nào cũng có thể ập xuống đầu của họ. Và cái điều quan trọng là khi những sự bất trắc đó đến, không ai giải cứu họ nổi. Họ sẽ chết ở trong những cái tai họa đó. Hoặc là họ phải sống một đời sống ngắt ngoải suốt cuộc đời của họ khi họ đối diện với những tai họa đó. Có những con người đã khước từ Chúa hết lần này đến lần khác, và bây giờ họ đang sống như những con người thực vật. Có một cái tai nạn xe cộ nào đó xảy đến, có ai đó đánh họ, có ai đó tìm cách để giết họ, hay là họ uống phải một chất độc, hay là một cái sự cố gì xảy ra. Và rất nhiều người như thế, họ đang nằm như một cái con người sống đời sống thực vật, không còn hay biết gì cả. Họ không còn cái khả năng nào để nắm bất cứ một cơ hội nào cả. Chỉ có một cơ hội duy nhất dành cho những con người đó là gì vậy? Anh chị biết không? Đó là những người thân ở trong gia đình của họ, những người mà chăm sóc họ, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, hay là vợ chồng, con cái gì đó của họ. Mà nếu mà hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và kết nối với Hội Thánh của Chúa, cùng với Hội Thánh của Chúa cầu nguyện và công bố lời Đức Chúa Trời trên họ, thì lúc đó họ sẽ có thể có cơ hội. Thưa anh chị em, còn nếu mà gia đình của họ cũng từ chối luôn nữa, khước từ giống như những trường hợp mà tôi nói ở hồi đầu giờ đó, thì anh chị em ơi, vô phương cứu chữa. Tôi ước ao rằng bài học buổi tối hôm nay sẽ đem lại sự thức tỉnh cho những người tự nhận mình là cơ đốc nhân, và đem lại sự thức tỉnh cho những người nào là những người chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, đặc biệt là những người đang sống một đời sống mê tín dị đoan. Thưa anh chị em, đừng có tiếp tục tin vào 12 con giáp nữa. Đừng bao giờ mở miệng ra nói năm nay là năm Kỷ Hợi, năm nay là năm tuổi của tôi. Có người nói, năm nay là năm tôi làm ăn được, nhờ năm Kỷ Hợi tôi làm ăn được. Có người nói, năm nay Kỷ Hợi tiêu rồi, năm này là tiêu rồi, nó kỵ. Anh chị em ơi, tất cả những cái mê tín dị đoan đó, nó đến từ giặc tàu, đô hộ chúng ta 1.000 năm, rồi giặc tàu cố tìm cách để đồng hóa người Việt chúng ta. Họ đem cái văn hóa của họ, cái niềm tin sai trật của họ áp đặt trên dân tộc Việt Nam của chúng ta để làm cho ngu dân. Cái kẻ thống trị nó muốn thống trị thì nó làm cho dân chúng trở nên ngu. Nó gọi là ngu dân. Để làm gì? Để mà nó có dễ dàng nó thống trị. Thưa anh chị em, đó là cái giả tâm của những kẻ thống trị một cách bất hợp pháp. Còn những cái người lãnh đạo đất nước đúng đắn thì họ sẽ không làm điều đó đâu. Thưa anh chị em, họ sẽ làm cho dân trí càng ngày càng được nâng cao. Họ làm cho dân trí càng ngày càng khôn ngoan, có người ta văn minh hơn. Thưa anh chị em, cho nên hãy cầu nguyện để những người lãnh đạo đất nước của chúng ta sẽ là những người làm cho dân trí càng ngày càng được nâng cao, làm cho người dân càng ngày càng thông minh, càng ngày càng trở nên khôn ngoan trong cách suy nghĩ, trong cách cư xử. Từ đó mà những cái tệ nạn xã hội, những cái điều sai trật không đúng đắn sẽ bị loại bỏ dần dần, thưa anh chị em. Hãy chúc phước
cho các bậc cầm quyền của chúng ta. Hãy chúc phước cho những người lãnh đạo của đất nước chúng ta. Hãy chúc phước cho những người mà thi hành công vụ trong đất nước chúng ta. Hãy chúc phước cho người dân của chúng ta, để rồi họ sẽ trở nên những con người biết nắm bắt cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến, để đời sống của họ được thay đổi. Những con người nào đang thờ cúng, hãy tự suy nghĩ đi. Bao nhiêu năm chúng ta thờ cúng, bao nhiêu năm chúng ta làm những công việc mê tín dị đoan đó, chúng ta có sự bình an ở trong lòng không? Chúng ta có niềm vui thật không? Chúng ta có một cái chỗ dựa vững chắc không? Hay tất cả chỉ là sự phỏng đoán của chúng ta? Tất cả chỉ là một cái niềm tin mơ hồ? Và khi những cái tai họa xảy đến với đời sống chúng ta, thì chúng ta lại bị một cái tư tưởng lừa dối tiếp theo đến với chúng ta, nói rằng tại vì chúng ta thờ chưa đủ, tại vì chúng ta thờ ở nhà tượng còn ít quá, phải thỉnh thêm cái tượng của chùa kia mới linh nè, hay là đi qua Thái Lan thỉnh từ cái chùa Thái Lan mới linh nè, hay là đi qua Myanmar, đi qua Miến Điện, hay là Campuchia gì đó, qua Phnom Penh gì đó. Thưa anh chị em, hãy kiểm tra lại đi. Và chúng ta thấy trong thực tế, tất cả những cái điều đó không đem lại hạnh phúc cho chúng ta, không đem lại sự bình an, không đem lại sự vui mừng, không đem lại một cái điều gì ích lợi thiết thực cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho cộng đồng, mà nó lại đem lại những sự tốn kém và đem đến biết bao nhiêu cái người ta gọi là tiền mất tật mang, phải không? Từ khi mà chúng tôi tin Chúa, tôi đại diện cho tất cả những cơ đốc nhân thật để nói lên điều này. Tại vì quá khứ của chúng tôi trước đây cũng là những vấn đề thờ cúng thôi. Hầu hết đều là những người xuất phát từ những cái gia đình thờ cúng, và chính những người đó là những người thậm chí thờ cúng rất nhiều, thậm chí là có những thầy này bà nọ từ những cái niềm tin sai trật khác nhau. Và từ khi thật sự tin Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống cho đến nay, thì tất cả những con người thật sự tin Chúa đó đều có biết bao nhiêu lời chứng về những cái sự biến đổi cuộc đời mà Chúa đã làm cho mình. Biết bao nhiêu phép lạ xảy ra cho đời sống tinh thần, cũng như là phép lạ xảy ra cho thân thể vật lý, hay là những cái công việc, những cái gì liên quan đến đời sống vật chất. Đức Chúa Trời làm những phép lạ khác nhau để minh chứng về sự hiện diện của Ngài, để minh chứng về sự thật hữu của Ngài, để minh chứng về quyền năng kỳ diệu của Ngài, để cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời là có thật, Đức Chúa Trời là toàn năng, Đức Chúa Trời yêu thương con người, Đức Chúa Trời khôn ngoan, Đức Chúa Trời vĩ đại, để minh chứng cho mọi người biết rằng Ngài thật sự là đấng tạo hóa. Ngài tạo nên chúng ta. Cho nên nếu chúng ta có điều gì sai trật, có gì trục trặc trong đời sống chúng ta, có nan đề nào, thì Ngài sẽ biết cách sửa lại, Ngài sẽ biết cách khắc phục, bởi vì chính Ngài đã tạo nên chúng ta. Cũng giống như cái đồng hồ mà tôi đang đeo đây. Nếu như cái đồng hồ này nó bị hư, thì cái bà bán rau không thể sửa được. Nhưng mà chính người nào hay là cái nhà sản xuất nào đã tạo ra, đã sản xuất cái đồng hồ này, thì nhất định người đó, cái nhà sản xuất đó, cái công ty đó sẽ biết cách để sửa cái đồng hồ của tôi lại. Anh chị em hiểu điều đó không? Tôi ước ao rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời, sẽ nắm lấy những cơ hội mà Ngài đem đến, nhìn biết Ngài, kính sợ Ngài, hạ mình xuống ăn năn tội lỗi, bắt đầu bước vào trong con đường tin kính Chúa, mỗi một ngày thực hành đức tin, mỗi một ngày làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ có văn hóa hơn, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ có văn minh hơn, chúng ta sẽ càng ngày càng khôn ngoan hơn, và chúng ta sẽ thành đạt trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Amen, hallelujah. Có quá nhiều điều để mà nói, nhưng mà thì giờ của chúng ta thì luôn luôn có hạn, cho nên tôi không thể nào nói cho hết những cái gì mà tôi thật sự cứ mang ở trong lòng. Chủ đề của chúng ta, cái đề tài của chúng ta buổi tối hôm nay, đó là cơ hội và sự phán xét. Đức Chúa Trời đem đến cơ hội, nhưng mà Ngài cũng là đấng sẽ phán xét. Ngài phán xét ai? Ngài phán xét những con người từ chối những cơ hội mà Ngài đem đến. Còn những con người nào nắm lấy cơ hội mà Ngài đem đến và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, những con người nào quay trở về với nguồn cội của mình là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, thì những con người đã sẽ không còn bị phán xét nữa. Ở trong Roma chương 8 câu 1 nói rằng bây giờ không còn cái sự đoán phạt, hay là không còn cái sự định tội, hay có thể hiểu là không còn một cái sự phán xét nào cho những người ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã làm tất cả cho chúng ta rồi. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta bước đến đón nhận tấm vé của sự cứu rỗi, chỉ cần chúng ta bước đến đón nhận sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài, thì sự cứu rỗi đó sẽ là của chúng ta. Nếu như có một người tù, một tử tội đang chờ cái ngày bị đem ra pháp trường xử bắn,
thì tôi xin thưa với anh chị em, không có cách nào để cứu. Người đó có làm gì đi nữa cuối cùng cũng sẽ bị xử bắn, trừ khi có một lệnh ân xá. Vì một lý do nào đó, một vị nguyên thủ quốc gia đã lựa chọn cái người tử tù đó và sai người đem cái lệnh ân xá đến. Và thậm chí có nhiều khi chính vị nguyên thủ quốc gia đó có thể ghé thăm cái nhà tù đó và trao cái lệnh ân xá đó. Và nếu như cái người tù đó tin rằng đó là lòng tốt của vị nguyên thủ quốc gia đó, đó là lòng nhân từ, lòng thương xót, tin rằng cái người đó có thẩm quyền để làm điều đó và tin vào cái hiệu lực của cái lệnh ân xá, thì người tử tội đó sẽ được ra khỏi nơi của sự chết, sẽ ra khỏi nơi tù tội và có thể trở về với cuộc sống bình thường và sống lại một cuộc đời mới. Còn nếu như người tử tội đó khinh bỉ điều đó, chê bai điều đó, không tin điều đó, làm gì có chuyện đó, tào lao, làm gì có ông nguyên thủ quốc gia nào mà lại tốt, mà lại nhân từ, mà tha cho tôi như vậy, làm gì có cái cơ hội đó. Nếu mà khước từ thì người đó sẽ không thể nhận được. Nếu như người đó xúc phạm đến vị nguyên thủ quốc gia đó và từ chối cơ hội đó, thì vị nguyên thủ quốc gia đó hoàn toàn có thể trao cái cơ hội đó cho một cái người tử tù khác. Như vậy thì một người khác sẽ nhận được. Còn mình đáng ra nhận được đầu tiên nhưng cuối cùng mình đã từ chối, cho nên mình không nhận được. Đó là lỗi của mình mà thôi. Anh chị em ơi, tôi ước ao rằng tất cả những ai nghe sứ điệp này là những người nhận ra là mình giống như cái tên tử tội ở trong tù kia, không có lối nào thoát cả, không có thể nào thoát ra khỏi cái gọi là đời là bể khổ này cả. Và bây giờ sẵn sàng mở lòng mình ra, xòe đôi bàn tay khiêm nhường hạ mình của mình ra để đón nhận lấy những điều mà Chúa muốn mang đến, để đón nhận lấy cơ hội mà Chúa muốn mang đến, đón nhận lấy sự cứu rỗi, đón nhận lấy sự giải phóng, sự chữa lành và những ơn phước của Ngài. Thì tất cả những điều đó là của con người đó. Amen. Tôi xin chúc cho tất cả các anh chị em một mùa xuân thật là phước hạnh ở trong tình yêu của Cứu Chúa Giêsu. Và tất cả những người nào là những cơ đốc nhân đi về quê nhà của mình, thì tôi cầu xin Chúa gìn giữ đức tin của anh chị em và giúp cho anh chị em để anh chị em sẽ không thỏa hiệp với thế gian, sẽ không có làm những công việc mê tín dị đoan. Thay vào đó, anh chị em sẽ giữ vững lập trường đức tin và nắm bắt mọi cơ hội để có thể đem tình yêu của Chúa đến, đem năng quyền cứu rỗi của Chúa đến cho những người thân yêu, cho những người bà con dòng họ, cho những bạn bè hàng xóm láng giềng và những người trong mối quan hệ của mình. Để rồi sau khi anh chị em ăn Tết về quê lên thì sẽ có rất là nhiều lời chứng tốt lành. Và tôi chúc cho tất cả những người nào bấy lâu nay chưa tin Chúa mà nghe được thông điệp này, hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình. Hãy chủ động liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị để quý vị chính thức trở nên con cái của Chúa, và quý vị sẽ không còn phải sợ hãi, không còn phải đối diện với những áp lực, những cái sự căng thẳng, những trầm cảm trong cuộc sống nữa. Quý vị hoàn toàn có thể được cứu rỗi, quý vị hoàn toàn có thể được chữa lành, quý vị hoàn toàn có thể kinh nghiệm một đời sống phước hạnh. Và quý vị sẽ nói với tất cả mọi người rằng phải chi tôi tin Chúa sớm hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại các thành viên trong lớp học trực tiếp vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau, và tất cả mọi người xem livestream vào lúc 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau. Xin chào tạm biệt.